Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 141. Đương nhiên loại khí đen đó không thể gây hại cho Hạ Thiên và Thạch Thuần, hơn nữa nó chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Không đợi Hạ Thiên xuất thủ, Triệu Thanh Thanh đã theo thói quen giơ tay lên, khói đen cuồn cuộn lập tức biến mất không có tung tích gì, ngược lại là tiếng gào thét của người kia vẫn còn đó. Triệu Thanh Thanh dẫn Hạ Thiên đến một phòng quan sát ở cuối hành lang, trong đó có hai thành viên của Thiên Đạo Tổ, trông thấy bọn họ liền vội vàng lùi sang một bên. Trong phòng quan sát, trên một bức tường có 12 hình ảnh giám sát. Loại khí đen này phát ra từ thân thể của người kia. Triệu Thanh Thanh chỉ vào một màn hình, nhẹ giọng nói với Hạ Thiên, hắn chính là con trai của Trịnh Vân Lân, tên là Trịnh Tiểu Kiệt. Sau đó Triệu Thanh Thanh nói với thành viên nữ mày mảnh mắt to đứng bên cạnh, Phí Nguyệt, người đến giới thiệu tình hình cho hắn đi. Vâng, Triệu Tổ trưởng. Trong tay nữ tử mày mảnh cầm một phần tài liệu, tiện tay lật vài cái rồi nói, Trịnh Tiểu Kiệt, 21 tuổi, giới tính nam, dân tộc Hán, là con trai độc nhất của Tổng tài Trịnh Vân Lân của tập đoàn Thiên Lân. Những thông tin này không cần nói trọng điểm đi. Triệu Thanh Thanh khoát tay, nàng biết Hạ Thiên không có tính nhẫn nại, thế là lên tiếng nhắc nhở, nói dị trạng của hắn, còn có lúc bắt được hắn có gì bất thường không? Vâng, nữ tử mày mảnh gật đầu, sau khi dừng 2-3 giây liền nói, 3 ngày trước, chúng ta nhận được tin tình báo, nói rằng có người vào lúc nửa đêm nhìn thấy dị tượng linh dị ở ngoại thành, thế là chúng ta mới phái tiểu đội điều tra đến đấy. Phát hiện nơi đó lúc nửa đêm thường có người phát ra tiếng kêu, hơn nữa hành tung quỷ dị, sức mạnh và tốc độ đều vượt qua người bình thường. Chúng ta nghi ngờ người này có thể xảy ra biến dị, nếu như không có biện pháp giải quyết, thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Cho nên ta lập tức hạ lệnh, bắt người về đây. Triệu Thanh Thanh tiếp lời, chỉ vào nam tử trẻ tuổi trên màn hình, lúc bắt hắn còn có hai thành viên của Thiên Đạo Tổ bị thương. Trên người hắn có thể tản phát ra một loại khí đen với tính ăn mòn cực mạnh, thậm chí còn có cả bức xạ. Hạ Thiên nghe Triệu Thanh Thanh miêu tả, ánh mắt hắn hơi híp lại, nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi trong màn hình. Nam tử trẻ tuổi này chỉ mặc mỗi cái quần ngắn đặc chế, chân chuông nửa người trên, làn da tương đối trắng nõn mịn màng, vừa nhìn đã biết là loại người an nhàn sung sướng từ nhỏ. Cơ mà bây giờ trên người hắn lại chẳng chịt vết nứt màu đen. Như mạng nhện trải dài từ trái tim đến thân thể, bất cứ lúc nào cũng có khí đen rỉ ra, sau đó phát ra tiếng thét và tiếng rên giống nhân loại. Bởi vì hắn không phối hợp kiểm tra, chúng ta cũng không có thiết bị có thể ngăn chặn khí đen, cho nên vẫn không biết hắn xảy ra chuyện gì. Triệu Thanh Thanh ôm tay, có chút không vui nói, sư phụ, người có biết đó là thứ gì không? Hạ Thiên bĩu môi, không biết, cũng không hứng thú muốn biết. Vậy ngươi có cách nào đối phó với khí đen kia không? Triệu Thanh Thanh lại hỏi. Thanh nha đầu, lời này của ngươi cực kỳ không có đẳng cấp đấy. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, gì mà có cách hay không, từ khi nào mà ta không có cách vậy, mặc dù không biết hắn là thứ đồ gì nhưng muốn đối phó với hắn thì vẫn đơn giản chán. Nữ tử mày mảnh rõ ràng quen biết với Hạ Thiên, lúc này nàng không khỏi nhắc nhở, chuyện đó, Hạ Tổ trưởng. Khí đen trên người hắn hẳn là có bức xạ, căn bản không thể đến gần. Hạ Thiên tùy tiện trả lời, các ngươi không thể đến gần, không đại biểu cho ta không có cách. Nữ tử mày mảnh không nói gì nữa, có điều từ đầu đến cuối luôn nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Đối với nhân vật truyền kỳ này, trước giờ nàng chỉ nghe nói qua, đương nhiên cũng xem ảnh rồi. Việc đầu tiên của thành viên Thiên Đạo Tổ chính là lập lời thề trước ảnh của Hạ Thiên, cho nên không thể không biết gương mặt này. Nhưng sau khi gặp người thật, kỳ thực nàng có chút thất vọng, bởi vì Hạ Thiên trông rất bình thường, không hề có chút khí chất như trong truyền thuyết gì cả, ngược lại lười biếng, vừa nhìn đã không có gì. Cơ mà dù sao Hạ Thiên cũng là tổ trưởng thực sự của Thiên Đạo Tổ, Triệu Thanh Thanh vẫn chỉ là phó tổ trưởng, cho nên nàng cũng không dám lỗ mãng, chỉ đành nghĩ cách nhắc nhở cho hắn, có điều hình như đối phương không cảm kích. Triệu Thanh Thanh đương nhiên đoán được nữ tử mày mảnh có dụng ý gì. Nàng mỉm cười nói, Phí Nguyệt, ngươi tưởng sư phụ là ai chứ, cần ngươi nhắc nhở à? Huấn luyện trước khi vào tổ của ngươi coi như lãng phí rồi, nhớ kỹ phải luôn tin tưởng Hạ Thiên có thể làm bất cứ điều gì, không được nghi ngờ chuyện đó. Vâng, nữ tử mày mảnh có chút căng thẳng gật đầu, ta biết sai rồi. Cũng không sai gì cả, Hạ Thiên lại không để ý cho lắm, thản nhiên nói,
người bình thường chính là như vậy, chưa thấy được kỳ tích thì sẽ không tin trên thế giới có kỳ tích. Sư phụ, người đừng so đo với nàng làm gì. Triệu Thanh Thanh cười kéo tay Hạ Thiên, kiến thức của bọn họ quá ít, ta thì không giống thế, ta luôn tin tưởng sư phụ, cũng biết trên thế giới này không có gì có thể làm khó được ngươi. Hạ Thiên bĩu môi, ta không so đo với nàng, nàng cũng không đáng để ta so đo. Vậy thì tốt rồi, Triệu Thanh Thanh khoát tay với nữ tử mày mảnh và một thành viên khác, các ngươi đến phòng quan sát khác đi, chỗ này có ta là được. Nữ tử mày mảnh và một thành viên khác lui xuống, trong phòng chỉ còn lại Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên. Triệu Thanh Thanh đột nhiên giơ tay, trên bức tường chỉ còn mỗi màn hình giám sát của phòng Trịnh Tiểu Kiệt. Trịnh Tiểu Kiệt ở trong phòng dường như cũng cảm nhận được, không khỏi ngước đầu nhìn camera, khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ nụ cười khinh thường. Rất nhanh, bức tường dần dần dịch chuyển, căn phòng của Trịnh Tiểu Kiệt trực tiếp được đưa đến trước mặt Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh, giữa hai phòng được ngăn cách bởi một tấm thủy tinh trong suốt. Ồ, không phải là Triệu Tổ trưởng sao, mấy ngày rồi không gặp. Trịnh Tiểu Kiệt xuyên qua tấm kính cũng nhìn thấy Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên, không khỏi cợt nhả nói, vị bên cạnh ngươi là ai thế, bạn trai ngươi hả? Đúng đấy, hắn là nam nhân của ta, Triệu Thanh Thanh thoải mái thừa nhận. Hai mắt Trịnh Tiểu Kiệt híp lại, dưới đáy mắt lóe lên một tia lạnh lùng, trên miệng lại vừa cười vừa nói, vậy chúc mừng ngươi, bà già như ngươi cuối cùng cũng có người muốn rồi. Nói xong, hắn lại đứng dậy, từ từ bước đến trước tấm kính. Nhìn thẳng Hạ Thiên, vị lực sĩ này xưng hô sao nhỉ? Ta không phải lực sĩ, ta là Hạ Thiên. Hạ Thiên từ tốn nói, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên, Trịnh Tiểu Kiệt cảm thấy hình như hắn đã nghe qua cái tên này rồi, không khỏi trầm ngâm trong chốc lát, đáng tiếc vẫn không nhớ ra được, tên của ngươi quá tầm thường, đừng nói là cả nước, đoán chừng ở Kinh Thành không có 1.000 thì cũng có 800 cái tên đó, chỉ bằng đổi thành Hạ Vũ. Hạ Tuyết hoặc Hạ Băng Bạc đi, thế nào? Chẳng ra sao cả, Hạ Thiên cười hì hì nói, ngược lại tên của ngươi tương đối dễ đổi, không thì gọi là Trịnh Tiểu Cẩu, hoặc là Trịnh Tiểu Chư đi. Thế cũng không được, Trịnh Tiểu Kiệt hừ lạnh một tiếng, chuyển mắt sang nhìn Triệu Thanh Thanh, Triệu Tổ trưởng, ngươi tính khi nào thì thả ta ra. Triệu Thanh Thanh lắc đầu, trước giờ không có tính toán đấy. Triệu Thanh Thanh, ngươi đừng có mà quá đáng. Trong mắt Trịnh Tiểu Kiệt chứa đựng sự tức giận, có điều vẫn chưa đến lúc bùng nổ, người thật sự cho rằng chỉ dựa vào Thiên Đạo Tổ là có thể một tay che trời ở Kinh Thành sao? Ta không hứng thú với việc đó, Triệu Thanh Thanh cười nói, cũng chưa từng cho rằng như thế, ngược lại là ngươi càng ngày càng không biết sợ nhỉ. Triệu Thanh Thanh, thật ra ngươi cần gì phí thời gian với ta chứ? Thái độ của Trịnh Tiểu Kiệt bỗng dưng thay đổi, nở nụ cười hiền hòa nói, các ngươi đâu đến gần ta được. Quan sát gì đó đối với ta chẳng có ý nghĩa gì. Không bằng thả ta ra đi, đến lúc đó ta có thể cho các ngươi một tiêu bản, để các ngươi thỏa thê nghiên cứu, thế nào? Triệu Thanh Thanh đương nhiên sẽ không đồng ý với ý kiến này, nàng lắc đầu nói, muốn ra thì chỉ có một điều kiện, đó là ngươi thành thực phối hợp nói rõ mọi chuyện, lấy hết đồ trên người ngươi, khi ấy tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Không thể được, Trịnh Tiểu Kiệt khinh thường nói, ta cũng không ngại nói cho người biết. Trên người ta đúng là có đồ, có giỏi thì các ngươi đến lấy đi. Sau đó hắn cố ý khiêu khích cười nói, ồ, ta quên mất, các ngươi đâu thể đến gần ta, chậc chậc, Thiên Đạo Tổ cũng chỉ thế mà thôi. Nếu như thật sự không thể đến gần ngươi, vậy sao ngươi lại bị bắt? Triệu Thanh Thanh hừ lạnh đáp trả. Nụ cười đắc ý trên mặt Trịnh Tiểu Kiệt lập tức cứng ngắc, nét mặt trở nên hung ác, ngươi đắc ý cái gì, nếu không phải khi đó là thời kỳ suy yếu của ta. Thì các ngươi hoàn toàn không động được đến nửa sợi tóc của ta. Hừ, ta quên mất hình như có hai thành viên Thiên Đạo Tổ vì bắt ta mà bị nhiễm bức xạ, bây giờ bọn họ sao rồi? Ngươi nói là hai thành viên bị thương đúng không? Triệu Thanh Thanh vẻ mặt không cảm xúc vỗ tay, kế đó có người đẩy hai giường bệnh đi vào, bọn họ còn sống, chưa chết đâu. Trên hai giường bệnh đó đúng là có hai người đang nằm, chỉ là đã không giống người nữa. Trên dưới toàn thân không có một tấc da hoàn chỉnh, tất cả đều bị thối rữa đến không ra hình dạng gì, hơn nữa còn biến thành màu cháy đen, bất cứ lúc nào cũng chảy máu, đúng là đau khổ không chịu nổi. Vẻ mặt của Trịnh Tiểu Kiệt bỗng trở nên thương xót, vô cùng đồng tình nói, ôi trời, bọn họ chắc chắn sống không bằng chết, đáng thương quá đi, Triệu Tổ trưởng cũng quá độc ác, sao không giúp bọn hắn giải thoát chứ?
giải thoát, Triệu Thanh Thanh mỉm cười, thiên đạo tổ trước giờ sẽ không vứt bỏ bất kỳ thành viên nào, hiện tại bọn hắn đúng là rất đau khổ, nhưng rất nhanh sẽ không sao nữa, huống chi ta còn cho bọn hắn phần thưởng rất lớn. Chậc chậc, chém gió hơi xa rồi, đây là kỹ năng truyền thống của thiên đạo tổ sao? Trịnh Tiểu Kiệt không khỏi cười to, nói người này, người bị khí đen của ta xâm nhập vào đều không có ai chữa được, bọn họ sẽ chỉ càng ngày càng đau khổ, thân thể cũng dần dần bị khí đen từng chút ăn sạch sẽ mãi đến khi hóa thành bãi máu, trên thế gian không có thuốc giải, cũng không ai chữa được, các ngươi thì càng không có cách giúp bọn hắn giảm bớt đau đớn. Đây là cái giá của các ngươi khi động đến bổn thiếu gia. Ai nói trên thế giới không có thuốc giải, không có người chữa được. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, loại bệnh còn con này ta tiện tay cũng chữa được. Lời nói của Hạ Thiên vô cùng nhẹ nhàng, giống như chữa loại bệnh này dễ dàng như ăn bánh bao ấy. Ha 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 ha, Trịnh Tiểu Kiệt ở căn phòng số 19 ngây ngốc mấy giây, sau đó cười phá lên, cả người không ngừng run rẩy, thậm chí còn lăn ra đất, đúng là cây hài quốc dân, ha ha, tiểu tử ngươi ngốc vậy, nói như thật thế. Không đến một lúc, Trịnh Tiểu Kiệt đã cười chảy cả nước mắt, hắn nói với Triệu Thanh Thanh, ôi trời, Triệu Tổ trưởng, người đào đâu ra đồ ngốc này vậy? Triệu Thanh Thanh vẻ mặt nghiêm túc trả lời, hắn là sư phụ của ta, cũng là thần y đệ nhất thiên hạ, hắn nói có thể chữa được thì tuyệt đối có thể chữa. Còn là thần y đệ nhất thiên hạ, Trịnh Tiểu Kiệt ôm bụng cười ngặt nghẽo, run tay chỉ vào Triệu Thanh Thanh, người tính để bổn thiếu gia chết vì cười ở đây à? Hạ Thiên thản nhiên nói, nếu như ngươi thật sự muốn chết vì cười nhiều thì dễ thôi. Sư phụ, đừng nha, nếu như hắn muốn chết vậy manh mối của chuyện này sẽ đứt đoạn. Triệu Thanh Thanh biết Hạ Thiên tức giận rồi, nàng vội vàng khuyên bảo. Hạ Thiên với biểu tình chẳng sao cả, không sao, cùng lắm thì cứu hắn, xong lại cho hắn chết, tiếp tục cứu sống là được. Triệu Thanh Thanh vừa cười vừa nói, sư phụ, người này không xứng để ngươi lãng phí châm bạc. Trước hết người cứ chữa trị cho hai thành viên này đi. Nói y thật nhỉ, Trịnh Tiểu Kiệt khịt mũi với màn biểu diễn của Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh, muốn diễn thì cũng nên tìm diễn viên có kỹ thuật tốt, việc này có hơi vụng về đấy. Hai thành viên này còn đang đau đến sống không bằng chết, Triệu Thanh Thanh, người đúng là máu lạnh. Triệu Thanh Thanh lười để ý tên này, chỉ nói với Hạ Thiên, sư phụ, trước hết cứ trị liệu cho họ đi, chờ lát nữa xử lý đồ đần này. Hạ Thiên liếc mắt nhìn hai người trên giường bệnh, phát hiện trong mắt họ tràn ngập sự tuyệt vọng, dường như càng muốn giải thoát hơn, mà không phải trị liệu gì đó, rõ ràng bọn họ không có bao nhiêu hy vọng với y thuật của Hạ Thiên. Ngay cả đám người nữ tử may mảnh đẩy bọn họ vào cũng có chút không yên. Chính vì tình huống này mà Triệu Thanh Thanh mới quyết định dẫn Hạ Thiên đến, để hắn chữa trị cho hai thành viên trước mặt mọi người, Phí Nguyệt. Người đi thông báo cho thành viên của tất cả bộ phận trong vòng một phút tập hợp tại đây. Nữ tử mày mảnh hơi đơ, không biết Triệu Thanh Thanh muốn làm gì, có điều nàng vẫn gật đầu, nhanh chóng đi truyền mệnh lệnh. Triệu Thanh Thanh, người đúng là giỏi. Trịnh Tiểu Kiệt ở phòng số 19 không khỏi cười to, vì để diễn cho bổn thiếu gia xem mà tốn nhiều vốn liếng vậy, chỉ tiếc là hai thành viên đó sắp bị ngươi chơi chết rồi. Ngươi im miệng. Im ngay. Không phải do ngươi nên bọn họ mới thành thế sao? Còn lắm lời có tin ta hành hình không? Chỉ trong vòng một phút, toàn bộ thành viên của thiên đạo tổ đều đến đủ, vây chặt cứng phòng quan sát. Có vài thành viên bị chọc cho tức giận, sau khi nghe thấy Trịnh Tiểu Kiệt nói mỉa mai như thế liền không nhịn nổi. Trịnh Tiểu Kiệt lại tỏ vẻ đắc ý, càng không biết kiềm chế lại mà tiếp tục xỉa sói, đến đê, các ngươi có giỏi thì vào đi, để bản thiếu xem thử coi. Đến đánh ta nè, có giỏi đến đi, bổn thiếu gia nằm đây cho các ngươi đánh. Thành viên của thiên đạo tổ thấy Trịnh Tiểu Kiệt khiêu khích như thế tức đến mức phổi sắp nổ luôn. Tổ trưởng, người ra lệnh đi, cho dù phải mất cái mạng này cũng phải cho tiểu tử đó một trận thay lão vương, lão ngụy. Trong đó có một thành viên cao to thực sự không chịu nổi, chỉ vào Trịnh Tiểu Kiệt ở trong phòng nói, mày chờ đấy cho ông. Triệu Thanh Thanh lạnh lùng quát lên, nghiêm chỉnh hết cho ta. Không ai được động, cũng không được nói chuyện. Triệu tổ trưởng, nam tử cao to có chút bất mãn, có điều sau khi bị Triệu Thanh Thanh liếc cho một cái sắc bén, hắn vẫn thành thực quay về vị trí, im lặng không nói. Ha ha, thú vị, đúng là thú vị. Trịnh Tiểu Kiệt điên cuồng vỗ tay, chậc chậc, vốn còn cảm thấy chỗ này vô vị,
ai mà người được Triệu tổ trưởng chi kỷ như thế, vậy mà sắp xếp buổi diễn kịch lớn như vậy đúng là có tâm. Người cũng im mồm cho ta. Triệu Thanh Thanh cũng không phải người có tính khí tốt, nàng lập tức hét lên với Trịnh Tiểu Kiệt. Trịnh Tiểu Kiệt cười khẩy, đến đây, có giỏi thì ngươi để ta ngậm miệng lại, chỉ cần ngươi dám vào, đảm bảo ngươi còn thảm hơn hai người kia, bổn thiếu gia chính là ấy. Nói xong, Trịnh Tiểu Kiệt bỗng dưng phát hiện bản thân không thể nói gì hết. Các thành viên của Thiên Đạo Tổ có chút bất ngờ, vừa mới bắt đầu bọn họ cho rằng Triệu Thanh Thanh bẻ gãy đường truyền của phòng Trịnh Tiểu Kiệt, nhưng rõ ràng vẫn nghe thấy âm thanh giãy giụa của hắn, có tiếng nức nở mơ hồ. Trong lúc nhất thời, thành viên của Thiên Đạo Tổ đều không biết xảy ra chuyện gì. Sư phụ, làm tốt lắm. Triệu Thanh Thanh biết chắc chắn là Hạ Thiên động tay động chân, mặc dù không rõ hắn làm thế nào, nhưng ở đây chỉ có Hạ Thiên làm được như thế, thuận tiện chữa trị cho hai thành viên này đi. Hạ Thiên lười biếng duỗi cổ, hờ hững nói, đã chữa xong rồi. Hả? Triệu Thanh Thanh ngây ngốc, vẻ mặt đầu tiên là hoang mang, tiếp đó là vui mừng, nhịn không được hôn Hạ Thiên một cái, cảm ơn sư phụ. Không cần cảm ơn, Hạ Thiên không để ý nói, dù sao bọn hắn cũng là thủ hạ của ta. Thành viên của Thiên Đạo Tổ có chút phát ngốc, mặc dù Trịnh Tiểu Kiệt không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt lại tỏ vẻ khinh thường. Á, vết thương trên người Lão Vương và Lão Ngụy khép lại rồi. Đúng lúc này, nữ tử mày mảnh tinh mắt phát hiện dị thường trên người hai thành viên kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thành viên khác cũng lập tức chuyển hướng, quả nhiên nhìn thấy thịt của vết thương đang nhanh chóng khép lại, càng khó mà tưởng tượng nổi chính là hai người kia còn từ từ ngồi dậy. Không thể nào, tuyệt đối không thể, trong mắt Trịnh Tiểu Kiệt tràn ngập sự khó tin, hắn không thể nào tiếp nhận sự thật trước mắt. Thậm chí ngay cả việc bản thân có thể mở miệng nói chuyện cũng không phát hiện ra, tuyệt đối là diễn trò, Triệu Thanh Thanh, con mẹ nó ngươi đang diễn trò đúng không? Dù có tiếp nhận hay không thì vết thương của hai thành viên kia dưới sự chú ý của mọi người đều nhanh chóng khép lại, bọn họ trực tiếp xuống giường quỳ gối với Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh. Cảm tạ ân cứu mạng của Hạ Tổ trưởng và Triệu Tổ trưởng. Hai người đồng thời hô lên, đây là lời cảm ơn chân thành xuất phát từ tấm lòng. Mặc dù người khác không phát hiện nhưng bọn họ lại nhìn thấy cảnh tượng Hạ Thiên cho bọn họ mấy châm, kéo bọn họ từ địa ngục về. Không cần khách khí, các ngươi cảm ơn Hạ Tổ trưởng là được, ta không làm gì cả. Triệu Thanh Thanh khoát tay với hai người, cũng đừng quỳ nữa, sư phụ ta không thích như thế. Hạ Thiên đúng là không thích kiểu xáo lộ như này, hắn hờ hững nói, nếu các ngươi đã là thành viên của Thiên Đạo Tổ rồi thì chính là thủ hạ của ta. Đương nhiên ta phải đảm bảo các ngươi bình an vô sự. Tuy bình thường ta không hay qua đây, nhưng chỉ cần một ngày các ngươi là thành viên của Thiên Đạo, thì ta có thể đảm bảo một ngày các ngươi không chết, sau này sẽ không bệnh tật gì cả. Tất cả thành viên của Thiên Đạo Tổ bất kể mới hay cũ, giờ đây đều tâm phục khẩu phục, thật lòng cảm ơn Hạ Thiên, đa tạ Hạ Tổ trưởng. Không cần cảm ơn, Hạ Thiên không để ý nói. Triệu Thanh Thanh cũng nói, được rồi, giải tán đi. Ai về chỗ nấy. Sau đó nàng quay ra nói với hai thành viên vừa khỏi bệnh, Lão Vương, Lão Ngụy, các ngươi cần xin nghỉ mấy ngày. Không cần, chúng ta đã khỏi hẳn rồi, không cần nghỉ ngơi, bây giờ muốn bắt đầu công việc. Hai người đó không chút do dự đồng thanh nói, cho dù thức đêm tăng ca cũng không có vấn đề gì. Triệu Thanh Thanh vừa cười vừa nói, chỗ chúng ta đâu phải công ty 996, không cần phải thức đêm tăng ca. Muốn nghỉ ngơi hay làm việc tự các ngươi quyết định, đi đi. Chúng ta lại cảm ơn ân cứu mạng của Hạ Tổ trưởng và Triệu Tổ trưởng. Hai người đó tiếp tục cảm ơn Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh, sau đó mới cùng nhau rời khỏi phòng quan sát. Triệu Thanh Thanh, ngươi được lắm, rất được, vì diễn cho ta xem mà làm màu cỡ đấy. Trịnh Tiểu Kiệt ở trong phòng số 19 đã rơi vào trạng thái điên cuồng, vết đen trên người hắn cũng có xu thế lan rộng, khí đen cuồn cuộn không ngừng trào ra. Triệu Thanh Thanh nở nụ cười nhạt, thản nhiên nói, là thật hay là diễn, thì trong lòng ngươi phải biết rõ mới đúng. Có cái bíp ấy, tuyệt đối là diễn, Trịnh Tiểu Kiệt hét lên. Dù ta muốn diễn, cũng không tìm được diễn viên giống y đúc hai người Lão Vương và Lão Ngụy. Khóe miệng Triệu Thanh Thanh cong lên, như cười như không nói, hơn nữa hai người họ đích thân bắt người, chúng phải độc khí đen của ngươi, bọn họ là thật hay giả ngươi hẳn là cảm nhận được chứ nhỉ.
Lời này của Triệu Thanh Thanh khiến Trịnh Tiểu Kiệt á khẩu, bởi vì ngay từ đầu hắn đã biết hai người này không phải giả mạo, người có thể làm giả nhưng những khí đen đó ngoại trừ hắn ra, thì trên thế gian không có kẻ thứ hai. Cơ mà nếu như hai người đó là thật, vậy chẳng phải chứng minh bọn họ được chữa trị, điều này trái ngược hoàn toàn với nhận thức từ sâu trong lòng hắn, khiến hắn không thể tiếp nhận được. Triệu Thanh Thanh, rốt cuộc ngươi đang dở trò gì? Trịnh Tiểu Kiệt thật sự không chịu nổi, hắn giận dữ gầm lên với Triệu Thanh Thanh, ngươi nói đi, có giỏi ngươi đến chỗ ta này, không phải ngươi muốn biết trên người ta rốt cuộc có gì sao, có giỏi thì các ngươi tự mà đến lấy. Chơi trò trẻ con này có tác dụng gì, không phải không dám làm gì bổn thiếu ra sao? Ai nói chúng ta không dám làm gì ngươi? Hạ Thiên khinh bỉ liếc nhìn Trịnh Tiểu Kiệt, trên người ngươi chỉ có chỗ khác lạ đó, có gì hay ho đâu. Cho dù không lại gần ngươi ta cũng có thể lấy đồ trên người ngươi ra. Ha ha, chém giò à, chém tiếp đi, chém đến thủng trời cũng không phạm pháp. Trịnh Tiểu Kiệt tiếp tục mỉa mai, vỗ vỗ cờ bụng mình rồi chỉ vị trí trái tim, đến đây, nhìn kỹ trái tim của bổn thiếu gia, ta muốn xem ở khoảng cách xa ngươi lấy đồ kiểu gì. Vậy ta để ngươi mở mang tầm mắt. Hạ Thiên cười hi hi, bỗng dưng ngón giữa xuất hiện một châm bạch, cách xa đâm vào vị trí tim của Trịnh Tiểu Kiệt. Lại diễn trò à, Trịnh Tiểu Kiệt vẻ mặt khinh thường, hắn cách Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh một tầng thủy tinh dày như thế, còn lâu hắn mới tin trên đời có người có thể cách không lấy đồ, càng đừng nói chi là lấy thứ ở trên người hắn, đúng là chọc cười bổn thiếu, á. Lời còn chưa nói hết, Trịnh Tiểu Kiệt cảm nhận được một cơn đau khó nói, giống như bị châm bạc đâm vào trái tim. Hắn không khỏi cúi đầu nhìn, thế là thiếu chút nữa bị dọa cho vỡ mật, trái tim của hắn lại biến thành một lỗ đen ngòm, có thể nhìn thấy trái tim đang đập thình thịch. Triệu Thanh Thanh vốn còn có chút lo lắng, nàng biết y thuật của Hạ Thiên có 102, nhưng vẫn chưa từng thấy hắn không tiếp xúc với vật mà đâm châm, việc này gần như đã vượt qua phạm vi y thuật, ngay cả pháp thuật của tu tiên giới cũng vậy. Chỉ là Triệu Thanh Thanh vừa trông thấy châm bạc giữa ngón tay của Hạ Thiên liền an tâm. Hạ Thiên có tính cách gì sao nàng lại không rõ chứ, trước giờ hắn sẽ không làm việc mà không nắm chắc. Nếu hắn đã lấy châm rồi thì sự việc trên cơ bản đã chắc chắn. Quả nhiên đúng như thế, Triệu Thanh Thanh tận mắt thấy Hạ Thiên chuẩn xác đâm châm vào trái tim Trịnh Tiểu Kiệt, tiếp đó từ từ xé ra, Trịnh Tiểu Kiệt hét lên thảm thiết, ngực của hắn biến thành một cái lỗ màu đen, lộ ra trái tim trong đó. Trịnh Tiểu Kiệt, trái tim của ngươi đen thế nhỉ? Triệu Thanh Thanh liếc nhìn trái tim kia, phát hiện nó cũng đã sớm bị khí đen làm cho ô nhiễm. Dừng, dừng tay, Trịnh Tiểu Kiệt nhẫn nhịn cơn đau khó mà miêu tả, hắn gào lên với Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên, dừng lại cho ta. Triệu Thanh Thanh thản nhiên cười nói, bây giờ kêu dừng tay chỉ sợ đã muộn rồi, vừa nãy ngươi còn kiêu ngạo lắm mà, sao giờ không tiếp tục đi. Đồ ở bên trong tuyệt đối không thể lấy ra, Trịnh Tiểu Kiệt thở hổn hển. Cắn răng chịu đựng cơn đau như xé tim xé phổi, hắn nói với Triệu Thanh Thanh, đồ đó là ma vật, một khi lấy ra coi như cả ta cũng sẽ không áp chế nổi, đến lúc đó mọi người đều phải chết. Việc này không nhọc ngươi lo lắng, Triệu Thanh Thanh không quan tâm nói, có sư phụ ta ở đây, ma vật gì gì đó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lại. Cả người Trịnh Tiểu Kiệt mồ hôi túa ra như mưa, đau đến mức răng hàm run lẩy bẩy. Đây là tình huống bình thường. Lúc Hạ Thiên châm cứu đồng thời loại tất cả đau đớn của người bệnh, có điều người trước mặt này hắn quá ghét cho nên không làm bước đó, ngược lại hắn còn phóng đại đau đớn của đối phương, khiến hắn từ từ hưởng thụ. Thứ đồ này phải ở trong tim của hắn, mặc dù Triệu Thanh Thanh biết Hạ Thiên chắc chắn biết rõ việc này, nhưng vẫn không kiềm được mà nhắc nhở hắn, sư phụ, người cẩn thận chút, thứ đồ kia hơi nguy hiểm đấy. Hạ Thiên vẫn là dáng vẻ lười biếng kia, hắn không thèm để ý nói. Không có gì nguy hiểm cả, chỉ là mấy hạt giống thôi. Hạt giống gì? Triệu Thanh Thanh không hiểu hỏi. Hạ Thiên bỗng dưng thu châm bạc lại, sau đó mở bàn tay ra cho Triệu Thanh Thanh xem, chính là thứ đồ này. Ấy, đây là, Triệu Thanh Thanh nhìn chăm chú, phát hiện giữa lòng bàn tay Hạ Thiên có hơn 3 loại đồ như hạt ngũ cốc, có điều tất cả đều là màu đen, hơn nữa trơn bóng như ngọc, trong đó còn có khí tức đang chuyển động, trông y như vật sống. Trịnh Tiểu Kiệt ở trong phòng lại giống như bị kiệt sức, bỗng dưng hắn ngã lăn ra đất, mệt đến mức không động đậy nổi. Chỉ là ánh mắt hắn cũng nhìn chằm chằm Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh, hắn rất rõ đó là thứ gì,
hơn nữa biết được sự nguy hiểm của nó, vẻ mặt kinh ngạc dị thường. Nhanh, nhanh thả ta ra, bổn thiếu gia chưa muốn chết, chết ở đây. Trịnh Tiểu Kiệt có chút vô lực hét lên, đáng tiếc giọng nói của hắn quá bé, căn bản không có ai chú ý. Triệu Thanh Thanh vừa muốn sờ vào một viên trong đó, chỉ thấy ba hạt ngũ cốc như hạt giống đen ngòm kia đồng thời hóa thành ba đạo hắc quang, trực tiếp bắn vào vị trí trái tim của Triệu Thanh Thanh. Còn muốn nhắm vào nữ nhân của ta, mơ đẹp quá nhỉ, ngoan ngoãn lại cho ta. Hạ Thiên bĩu môi, chỉ bằng một bàn tay đã bóp được ba đạo hắc quang đó, còn dám động tay động chân à, có tin ta bóp chết các ngươi không? Ba hạt giống màu đen đó giống như hiểu tiếng người, bọn chúng lập tức nghiêm chỉnh hẳn. Sư phụ, bây giờ ta có thể cầm xem thử không? Triệu Thanh Thanh hỏi. Hạ Thiên cười hì hì, đương nhiên có thể, nếu như bọn chúng dám không thành thực, thì ngươi cứ trực tiếp bóp nát. Đã biết, Triệu Thanh Thanh nắn một viên trong đó, ánh mắt chăm chú tỉ mỉ quan sát, ở trong hình như có bóng người, cơ mà cũng không giống người, có bóng dáng của sinh vật nào đó. Hạ Thiên thản nhiên nói, có lẽ là phôi thai của ma vật nào đó. Chắc vậy, Triệu Thanh Thanh nhìn thêm lúc nữa, sau đó thả lại vào trong lòng bàn tay Hạ Thiên, nàng hỏi, sư phụ, thứ đồ này có thể để lại một viên cho tổ nghiên cứu không? Hạ Thiên không hề chần chừ nói, để lại hết cũng được, ta không có hứng thú với nó. Có điều các ngươi không thể khống chế được chúng, trước hết ta đâm hai châm rồi tính. Vâng, cảm ơn sư phụ. Triệu Thanh Thanh hài lòng mỉm cười. Hạ Thiên rút châm bạc ra, đâm vào ba hạt giống màu đen kia. Ba hạt giống đó lập tức phát ra tiếng kêu bén nhọn, sau đó bụp một tiếng, khí đen cuồn cuộn trào ra che lấp toàn bộ phòng quan sát. Ha ha ha, đã sớm nói với các ngươi rồi, thứ đồ đó rất nguy hiểm. Trịnh Tiểu Kiệt ở trong phòng số 19 dùng thanh âm vô lực nói, bọn hắn chính là hạt giống của ma vật, sao có thể khuất phục bởi phàm nhân? Bổn thiếu gia cũng chỉ là ký chủ bọn nó nhìn chúng mà thôi. Các ngươi thế mà còn muốn nghiên cứu chúng, đúng là nực cười, lần này tự ăn quả đắng đi. Dám giỡn mặt với ta à, muốn chết phải không, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Hạ Thiên lập tức không chút do dự bóp nát một viên trong đó. Chỉ thấy hạt giống ma vật đó lập tức nứt toát, một bóng dáng quỷ dị lóe lên nhanh chóng, ngay cả cơ hội xin tha cũng không có. Hai hạt giống còn lại thấy vậy liền trở nên thành thực, khí đen kín phòng bỗng dưng biến mất không rõ tung tích, dường như trước giờ chưa từng tồn tại. Trịnh Tiểu Kiệt lần nữa mở to mắt, hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật này, năm đó lúc hắn gặp phải ba hạt giống này phải chịu đủ tra tấn, cuối cùng hứa hẹn vô số chỗ tốt mới miễn cưỡng khiến bọn chúng tha cho hắn một mạng, nhưng cũng bị ba hạt giống đó cắm rễ vào trong tim, chỉ cần hắn hơi có dị tâm là sẽ bạo nổ mà chết. Cho nên ở ý nghĩa nào đó, Hạ Thiên cũng coi như cứu hắn một mạng, nếu không sớm muộn sẽ có một ngày hắn bị ba hạt giống này cho nổ trái tim. Được rồi, Hạ Thiên tiện tay đâm mấy nhát vào hai hạt giống màu đen kia, sau đó đưa cho Triệu Thanh Thanh, bây giờ ngươi có thể sử dụng linh khí của Trung Nam Sơn, nếu như bọn chúng còn dám dở trò, thì ngươi cứ trực tiếp lấy linh khí trấn áp chúng nó. Được, ta biết rồi. Triệu Thanh Thanh mỉm cười gật đầu, sau đó gọi nữ tử may mảnh. Dặn dò nói, Phí Nguyệt, ngươi đi tìm bình chứa bỏ bọn chúng vào trong, kế đó đưa đến tổ nghiên cứu, bảo bọn họ tỉ mỉ nghiên cứu, xem thử rốt cuộc là thứ gì, có thành phần gì, có thể có tác dụng với chúng ta không. Nữ tử màu mảnh lấy ra một cái hộp trong suốt đặc chế của thiên đạo tổ, nàng cẩn thận cho hai hạt giống đó vào, tiếp theo đích thân đưa đến tổ nghiên cứu. Được rồi, Trịnh thiếu gia, sau đây chúng ta có thể nói chuyện chút nhỉ. Triệu Thanh Thanh cười hì hì nhìn Trịnh Tiểu Kiệt ủ rũ, mệt mỏi không chịu nổi, bây giờ ngươi không còn chỗ gì để dựa vào nữa, nếu như không phối hợp thì sẽ có hoa quả ngon cho ngươi ăn. Trịnh Tiểu Kiệt cũng nhận lệnh, tự biết mình không phải đối thủ của Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên, hắn trực tiếp nói, ngươi muốn biết cái gì ta sẽ nói hết, nhưng ngươi phải hứa, sau khi ta nói hết phải tiếp tục nhốt ta ở đây, ta không muốn ra ngoài nữa. Cái này hơi lạ nha. Không phải trước đó ngươi cứ muốn ra ngoài à? Triệu Thanh Thanh có chút không hiểu, sao bây giờ lại muốn ở đây? Trịnh Tiểu Kiệt cũng không che giấu, thẳng thắn nói, trước kia ta có hạt giống ma vật bên người, trên cơ bản có thể nói gặp người giết người, gặp Phật giết Phật, bởi vậy mà đắc tội không ít kẻ. Bây giờ không còn chỗ dựa nữa, nếu như ra ngoài thì không bị bọn hắn chơi chết mới lạ, chỉ bằng tiếp tục ngây ngốc ở đây,
ta nghĩ hẳn là không có ai dám đến Thiên Đạo Tổ gây chuyện. Triệu Thanh Thanh vừa cười vừa nói, chưa chắc, cách đây không lâu ba người mới náo loạn trong cao ốc Thiên Đạo đấy thôi. Ba ta, ngươi nói là Trịnh Vân Lân, Trịnh Tiểu Kiệt hình như có chút thành kiến với ba hắn, hắn không phải ba ta, cũng không xứng làm ba. Lần sau hắn có đến thì ngươi trực tiếp nói với hắn, nếu như hắn không muốn ta chết thì thành thực chút, bằng không bổn thiếu gia lập tức tự sát. Tuy Triệu Thanh Thanh có chút tò mò về quan hệ giữa đôi cha con này, nhưng nàng lại không muốn đi tìm hiểu, mà trực tiếp vào vấn đề chính, vẫn nên nói về ba hạt giống kia đi, ngươi có được nó từ đâu, dùng bọn họ để làm gì, nói hết ra. Thôi, vấn đề của ngươi nhiều quá, không biết phải trả lời cái nào. Trịnh Tiểu Kiệt tỉnh táo lại, sau đó thở dài nói, ta nói từ đầu nhé, việc ngươi muốn biết đều sẽ nhắc đến. Triệu Thanh Thanh kêu người mang đến hai cái ghế, được, ngươi từ từ nói, chúng ta có chính là thời gian. Sau đó nàng nói với Hạ Thiên, sư phụ, ngươi có cảm thấy chán không? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, không sao cả, ngược lại cũng không có việc khác, thuận tiện nghe chuyện xưa. Trước hết nói thứ đồ này đi, ta nhặt được nó trên một hải đảo nào đó ở Thái Bình Dương. Trịnh Tiểu Kiệt cũng trèo lên giường trong phòng, ngồi dựa vào mép giường, bắt đầu rủ rỉ nói, tầm 2 năm trước, lúc sinh nhật 20 tuổi. Triệu Thanh Thanh thuận miệng hỏi một câu, chờ đã, trên tư liệu hiển thị năm nay ngươi mới 21 tuổi, sao 2 năm trước lại là sinh nhật 20 tuổi? Đừng để ý chút tiểu tiết này, đâu phải chỗ mấu chốt gì. Trịnh Tiểu Kiệt lười biếng giải thích, thế là bỏ qua đoạn này, dù sao Trịnh Vân Lân vì để lấy lòng ta, hắn liền mua hải đảo ở Thái Bình Dương cho ta, sau đó ta gọi một đám bạn bè, còn có người mẫu đến hải đảo tổ chức tiệc tùng. Cuộc sống của Phú Nhị Đại đúng là thối nát, Triệu Thanh Thanh bĩu môi nói. Đâu phải làm màu, nếu như trong nhà ngươi có tiền tiêu không hết, không dùng mới là vấn đề. Trịnh Tiểu Kiệt cười khẩy, sau đó nói, lúc bắt đầu không có chuyện gì cả, chơi đều rất bình thường, sau đó có người đề nghị chơi đại đào sát trên đảo. Ta cảm thấy trò này cũng thú vị, thế là tìm người làm một vài khẩu súng, đương nhiên không lắp đạn thật, mà là đạn màu, mọi người đều chơi để tìm niềm vui, chứ đâu phải tìm chết. Triệu Thanh Thanh khoát tay, thúc giục nói, ta không hứng thú với cuộc sống hưởng lạc của Phú Nhị Đại các ngươi, vẫn nên nói chủ đề chính đi. Được, Trịnh Tiểu Kiệt gật đầu, trực tiếp vào vấn đề chính, chơi đến ngày thứ ba, chúng ta phát hiện thiếu mất một người, sau đó cả đám đi tìm nữ nhân đó. Kết quả phát hiện nàng chết ở trong một sơn động, hơn nữa cả người đều đã mưng mủ đen xì. Người khác nhìn thấy vậy bị dọa cho té dái, khóc lóc muốn rời khỏi. Bổn thiếu gia lại cảm thấy hứng thú, cho đám người đó tản đi rồi mang theo ba người anh em to gan tiến sâu vào trong động. Kết quả vừa tiến vào liền gặp xui xẻo. Ngươi phát hiện cái gì? Triệu Thanh Thanh không khỏi hỏi, là ba hạt giống kia sao? Không phải, phát hiện ra một cái tế đàn. Trên mặt Trịnh Tiểu Kiệt xuất hiện thần sắc khiếp sợ, đó là một tế đàn không thể hình dung nổi, chỉ cần nhìn đã khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Tế đàn, Triệu Thanh Thanh hơi cau mày lại, tế đàn như thế nào? Trong mắt Trịnh Tiểu Kiệt không tự chủ để lộ thần sắc sợ hãi, hắn chần chừ một lát mới nói tiếp, ta thật sự không tìm được tính từ nào thích hợp, nó là thứ mà trước đây ta chưa từng gặp qua, không thuộc về hình thức của bất kỳ dân tộc hoặc tôn giáo nào mà ta biết. Triệu Thanh Thanh nghe vậy luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng nhất thời nàng không nghĩ ra được, chỉ đành tiếp tục nghe hắn nói. Ngược lại là Hạ Thiên sau khi nghe xong hai câu nét mặt liền lộ vẻ không hứng thú. Hắn dựa đầu vào chân Triệu Thanh Thanh bắt đầu nhắm mắt dưỡng sức. Trịnh Tiểu Kiệt dưới ánh nhìn chăm chú của Triệu Thanh Thanh liếm liếm môi, lại uống miếng nước tiếp tục nói, tế đàn là do những viên đá kỳ quái màu đen chất thành, có điều bầy xếp không có quy tắc, nhưng trông giống như có quy luật nào đó, càng đến sâu trong động càng có nhiều đá xếp chồng, đoán chừng phải cao đến 7-8 tầng. Còn có những viên đá màu đen vô cùng kỳ lạ, sờ lên trơn nhẵn giống như da người, lúc này Triệu Thanh Thanh đã hiểu ra gì đó. Nàng ôm vai cười như không cười nghe Trịnh Tiểu Kiệt kể chuyện. Ta và ba người anh em đó tốn rất nhiều thời gian mới bỏ lên được đỉnh tế đàn, ở đấy có đặt ba cái bình màu đen, rơi vãi xuống đất. Trịnh Tiểu Kiệt giống như càng nói càng cuốn vào, hắn nhớ lại tình cảnh lúc đó, hai bình trong đó đã vỡ rồi, trống rỗng không có gì cả, mà nữ tử đó thì lại bị thứ đổ bên trong giết chết.
Triệu Thanh Thanh hỏi, sao ngươi lại biết là bị thứ đổ bên trong giết chết? Việc này còn cần phải hỏi sao? Trịnh Tiểu Kiệt bất mãn trừng mắt với Triệu Thanh Thanh, ta và ba người anh em ở đó lâu như vậy đều không bị gì, thứ đồ khác chắc chắn là vô hại, đáng ngờ duy nhất chỉ có khí đen bị vỡ ở hai bình kia, thực tế thì sau khi sự việc xảy ra cũng chứng minh suy đoán của ta. Sau đó xảy ra chuyện gì? Triệu Thanh Thanh lạnh lùng hỏi. Trịnh Tiểu Kiệt trần trừ chốc lát, hắn liếc nhìn Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên, sau đó thở dài nói, ta vốn quyết định cả đời này sẽ không nhắc lại chuyện đó. Chỉ là bây giờ hình như bản thân không làm gì được, vậy đành chịu thôi. Triệu Thanh Thanh ý vị thâm trường nói, người biết tình cảnh hiện tại của mình là giỏi, tốt nhất là đừng tự cho rằng bản thân thông minh. Hiện tại ta đã phối hợp như thế, lời này của Triệu Tổ trưởng có chút kỳ lạ đấy. Trịnh Tiểu Kiệt có hơi bất đắc dĩ nói, hơn nữa ta cũng mất ba hạt giống kia rồi, không có điều kiện để đàm phán với ngươi, cũng không có gì mà phải che giấu. Phải không? Triệu Thanh Thanh ôm vai, thản nhiên nói, vậy ngươi nói tiếp đi, sau đó xảy ra chuyện gì? Chuyện sau đó có chút quỷ dị, Trịnh Tiểu Kiệt để lộ thần sắc sợ hãi, có thể cho ta điếu thuốc không? Triệu Thanh Thanh lạnh lùng nói, hút thuốc có hại cho sức khỏe, trong cao ốc thiên đạo ngay cả nửa điếu thuốc cũng không có. Trịnh Tiểu Kiệt không khỏi có chút thất vọng, đường đường là thiên đạo tổ mà lại không có thuốc, cà phê để cao tinh thần cũng được, ồ. Ta chỉ uống cà phê của Santos, còn có. Cà phê cũng đừng muốn. Triệu Thanh Thanh tùy tiện từ chối, chỉ có nước lọc, uống hay không? Nói xong nàng chỉ một cái, trong căn phòng số 19 lập tức xuất hiện một robot đưa cốc nước lọc đến trước mặt Trịnh Tiểu Kiệt. Loại đồ chơi này ai sẽ uống chứ? Trịnh Tiểu Kiệt chính là phú nhị đại, từ nhỏ được sống an nhàn, uống nước lọc thật sự hạ thấp thân phận của hắn, ít nhất cũng phải là nước lọc đến từ núi Côn Luân. Triệu Thanh Thanh không quan tâm lời hắn, chỉ nhìn chằm chằm Trịnh Tiểu Kiệt. Thôi thôi, bổn thiếu gia cũng không phải người quá coi trọng. Trịnh Tiểu Kiệt bị nhìn vậy có chút phát sợ, thế là xoay tay nói, có điều chờ sau khi ta nói xong chuyện này, thì có thể đáp ứng đủ yêu cầu nhỏ nhoi của ta chứ. Nói xong hắn tính, Triệu Thanh Thanh không đáp ứng cũng không từ chối. Hiện tại Trịnh Tiểu Kiệt không có lựa chọn nào khác. Chỉ đành tiếp tục nói, thật ra sự việc sau đó ta không muốn nhắc đến. Ta dẫn theo ba người anh em đó đi vào, trong đó có một người tính khí cực kỳ nóng nảy, làm việc gì cũng xúc động. Chúng ta còn đang tính xem tiếp theo nên làm gì, hắn đã cầm một cái cuốc bổ vào cái bình đen chưa bị nứt kia. Trịnh Tiểu Kiệt dừng lại 2-3 giây, sau đó nói, trong bình bắn tung tóe ra một vài chất lỏng màu đen hắt lên mặt người anh em đó, trong nháy mắt liền ăn mòn. Khi đó mặc dù người không chết nhưng gương mặt trên cơ bản đã nát, quan trọng hơn chính là trong những dịch thể đó hình như còn có côn trùng, chui vào cơ thể hắn. Ký sinh trùng, Triệu Thanh Thanh hỏi. Hẳn là vậy, Trịnh Tiểu Kiệt cười nhẹ nói, có điều ngươi đừng nghĩ đi tìm hắn, mấy phút sau người anh em đó đã chết rồi, chúng ta vì để phòng hậu họa cho nên đã thiêu hủy thi thể. Triệu Thanh Thanh vừa cười vừa nói, sao xác định được không phải là do các ngươi cố ý giết người diệt khẩu. Tin hay không tùy ngươi, Trịnh Tiểu Kiệt cũng không tranh biện, tóm lại sau khi dịch thể đen trong bình chảy hết, chỉ còn lại những hạt giống màu đen kia. Triệu Thanh Thanh tương đối quan tâm vấn đề này, lại tiếp tục hỏi có bao nhiêu? Không đếm, nhưng chắc có mười mấy hạt, Trịnh Tiểu Kiệt hàm hồ đáp. Trong người ngươi chỉ có ba hạt, những hạt còn lại đâu? Triệu Thanh Thanh không khỏi gặng hỏi. Trịnh Tiểu Kiệt trả lời, thế thì ta không biết. Ngươi có ý gì? Triệu Thanh Thanh lạnh lùng nhìn Trịnh Tiểu Kiệt, việc đã đến nước này rồi ngươi còn tính che giấu. Không phải che giấu, ngươi nghe xong ta nói là biết. Trịnh Tiểu Kiệt xoa tay, hắn vội vàng giải thích, việc thực sự khủng bố cũng là việc tiếp theo ta muốn nói, chỉ sợ ta nói ra ngươi không tin. Triệu Thanh Thanh cười lạnh, nói rằng, không cần tiêm thuốc dự phòng kiểu đấy, nếu như ngươi nói thật, vậy ta tin hay không không quan trọng. Nếu như lời ngươi nói không đúng. Vậy cũng không lừa được sư phụ ta. Trịnh Tiểu Kiệt vô thức nhìn Hạ Thiên, phát hiện hai mắt đối phương híp lại, dường như đã ngủ rồi, thế là nói, ta đương nhiên nói thật, ta không cần diễn nhiều thế để lừa ngươi, nó đâu có gì tốt cho ta. Tốt nhất là vậy, trong lòng Trịnh Tiểu Kiệt đã có phán đoán, có điều nàng không vội nói ra, chỉ thản nhiên nói, vậy ngươi tiếp tục. Trịnh Tiểu Kiệt thực sự khát nước, hắn không nhịn được cầm cốc nước lọc uống mấy hớp.
sau đó nói, chúng ta không biết hạt giống màu đen đó là thứ đồ gì, nhưng xuất phát từ tò mò nên mỗi người đều cầm mấy hạt trong tay. Kết quả không đợi chúng ta nhìn ra manh mối, thì cả sơn động liền rung lắc dữ dội, hơn nữa còn có tiếng gầm khiến người ta khiếp sợ truyền đến từ nơi sâu. Không phải ngươi nói tế đàn ở chỗ sâu nhất trong huyệt động sao? Triệu Thanh Thanh vừa cười hỏi hắn. Chỗ sâu này không cùng ý nghĩ với nơi sâu trước đó ta nói. Trịnh Tiểu Kiệt có chút bức bối, giơ tay trái lên đặt song song trước ngực, một chỗ sâu như vậy này. Sau đó hắn lại hạ xuống đầu gối, rồi một chỗ sâu như thế, ngươi hiểu chưa? Tiếp tục đi, Triệu Thanh Thanh hờ hững xua tay. Ta và hai người anh em khác kéo người anh em bị thương kia xông ra bên ngoài động. Lúc này Trịnh Tiểu Kiệt dường như không để ý đến trì hoãn của Triệu Thanh Thanh. Sau khi đi ra, chúng ta phát hiện cả hải đảo đều đang rung lắc, có lẽ là động đất, nếu cứ thế thì sớm muộn gì cũng có sóng thần. Bổn thiếu gia chỉ đến hải đảo nghỉ ngơi, chứ đâu muốn vứt mạng ở đấy, cho nên ta bảo quản gia khởi động máy bay tư nhân, mang người trên đảo cùng nhau rời khỏi. Lúc ở trên không trung, ta nhìn thấy tòa hải đảo kia trực tiếp chìm xuống biển, hơn nữa. Triệu Thanh Thanh truy hỏi, hơn nữa cái gì? Hơn nữa dưới đáy biển hình như có thức đồ gì đó khổng lồ, ta không biết là gì. Trịnh Tiểu Kiệt có chút sợ hãi nói, giống như quái vật biển trong phim vậy, lại có chút giống cá voi khổng lồ, tóm lại ở trên biển chỉ nhìn thấy cái bóng tròn mấy trăm mét. Bóng tròn mấy trăm mét, Triệu Thanh Thanh không kiềm được trầm giọng nói. Ta nói là thật đấy, vì ta tận mắt nhìn thấy. Trịnh Tiểu Kiệt vội vàng nhấn mạnh, nếu không tin thì ngươi có thể đi điều tra vùng biển đó. Không chừng còn có thể tìm được dấu vết sót lại. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, lát nữa sẽ có người thả ngươi ra, yên tâm đi. Triệu Thanh Thanh không tiếp lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu Hạ Thiên, nàng thấp giọng nói, sư phụ, chúng ta đi thôi, nếu thật sự buồn ngủ thì chúng ta về nhà ngủ. Hạ Thiên ngược lại không buồn ngủ, chỉ cảm thấy nhàm chán mà thôi, nghe Triệu Thanh Thanh nói vậy không khỏi ngáp một cái, làm sao, chuyện xưa của tên đần này diễn xong chưa? Cái gì mà diễn, Trịnh Tiểu Kiệt bỗng dưng nổi giận, cách tấm kính gầm lên với Hạ Thiên, điều ta nói tất cả là thật, còn lâu mới diễn. Nếu có nửa lời nói dối thì Trịnh Tiểu Kiệt ta sẽ bị ngũ lôi đánh chết. Loại thề độc này chẳng có tác dụng gì cả, Triệu Thanh Thanh vẻ mặt như thường nói, nếu như thật sự có việc bị trời đánh, vậy đoán chừng ngươi cũng không sống đến bây giờ. Triệu Thanh Thanh, ngươi có ý gì? Trịnh Tiểu Kiệt tức giận hét vào Triệu Thanh Thanh. Là ngươi bắt ta nói hết, bây giờ ta nói rõ mọi chuyện thì ngươi lại lật lọng thế à? Triệu Thanh Thanh cảm thấy có chút buồn cười, nàng thuận miệng nói ta chưa từng đáp ứng ngươi điều gì, lấy gì mà lật lọng chứ? Rõ ràng ngươi đã nói, chỉ cần ta nói hết mọi chuyện, ngươi sẽ tiếp tục để ta ở đây. Trịnh Tiểu Kiệt hít sâu một hơi, bây giờ ta đã thành dáng vẻ này, nếu như ra ngoài chắc chắn sẽ bị người ta chơi chết, ngươi đúng là không có lòng tốt gì cả. Triệu Thanh Thanh không khỏi hừ lạnh một tiếng, vậy cũng là kết quả của ác giả ác báo, liên quan gì đến ta? Triệu Thanh Thanh, người đúng là không nói chữ tín. Trịnh Tiểu Kiệt biến sắc, đừng hiếp người quá đáng. Người bắt nạt là ngươi mới đúng, bảo ngươi thành thực giao đồ ra thì ngươi không giao, phải để sư phụ ra tay mới chịu. Bảo ngươi ngoan ngoãn kể rõ mọi chuyện, thì ngươi lại diễn chuyện xưa. Ngươi cảm thấy chúng ta chưa từng xem phim dị ảnh à? Cũng chưa từng đọc tiểu thuyết theo phong cách C.T. Hatilu à? Vẻ mặt Triệu Thanh Thanh mang theo chút trào phúng, không che giấu sự khinh bỉ của mình, ta đã cho ngươi cơ hội rồi, là ngươi tự mình lãng phí nó, trách ai được. Ta không truy cứu trách nhiệm ngươi nói vớ vẩn thì thôi, còn rộng lượng thả ngươi đi, ngươi phải cảm ơn mới đúng. Trịnh Tiểu Kiệt lập tức á khẩu, có điều vẫn mạnh miệng nói, ta quả thật nói dối, vậy ngươi càng phải giữ ta lại, sau này mỗi ngày ta đều sẽ nói vài việc. Đảm bảo tuyệt đối không nói xạo. Hơn nữa ta còn biết rất nhiều bí mật, tin tưởng có tác dụng với Thiên Đạo Tổ. Thôi, Thiên Đạo Tổ không nuôi đồ vô dụng, Triệu Thanh Thanh hờ hững nói, Phí Nguyệt, bây giờ tiến Trịnh thiếu gia ra ngoài. Cho dù Trịnh Tiểu Kiệt có muốn hay không, thì hắn cũng bị đưa ra khỏi cửa lớn của cao ốc Thiên Đạo, nhìn bên ngoài xe cộ đi lại hắn không khỏi có chút ngây ngốc. Sau khi Phí Nguyệt quay lại, nàng phát hiện Triệu Thanh Thanh đang đứng bên cửa sổ liếc nhìn bóng lưng Trịnh Tiểu Kiệt đằng xa. Triệu Tổ trưởng, sau khi người này vào không nói nửa câu thật lòng, tại sao lại thả hắn đi? Trong lòng Phí Nguyệt có chút không rõ,
không kiềm được lên tiếng hỏi. Triệu Thanh Thanh vừa cười vừa nói, chính vì hắn không nói thật cho nên giữ lại hắn cũng không có tác dụng gì, chỉ bằng thả hắn đi có khi lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Phí Nguyệt dường như hiểu ra, có phần kích động nói, Triệu Tổ trưởng muốn thả dây dài câu cá lớn đúng không? Thả dây dài, Triệu Thanh Thanh mỉm cười, ánh mắt vô thức liếc nhìn Hạ Thiên, nàng hờ hững nói, ta chính là đồ đệ của Hạ Thiên, vậy nên không hứng thú gì với việc thả dây dài câu cá lớn. Cái ta muốn là cho nổ hết ao cá của bọn họ. Là sao? Phí Nguyệt vẻ mặt ngơ ngác hỏi. Ngươi không cần hiểu, Triệu Thanh Thanh không có ý giải thích, nàng trực tiếp ra lệnh, triệu tập ta tiểu đội hậu cần, chờ lát nữa hành động với ta. Phí Nguyệt kinh ngạc hỏi lại, Triệu Tổ trưởng, sắp hành động rồi sao, chỉ gọi mỗi hậu cần hình như không đủ lắm, gọi thêm mấy tổ hành động đi. Không cần. Triệu Thanh Thanh thản nhiên nói, ta đi với sư phụ thì chỉ cần vài người giải quyết việc sau đó là được. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, hậu cần gì đó cũng không cần, đi xử lý mấy đồ đần thôi mà. Sư phụ, hậu cần vẫn phải có. Triệu Thanh Thanh cười khổ một tiếng, khuyên bảo Hạ Thiên, ngươi không biết mỗi lần ngươi hành động đều náo loạn rất lớn, nơi này là kinh thành, nếu như không có hậu cần đi theo thì thật sự không thu thập nổi. Đương nhiên. Chắc chắn không có ai dám nói sư phụ người, nhưng ta và Hiểu Trác đoán chừng sẽ bị mắng cho xem. Ai mắng các ngươi, ta đi đánh hắn. Hạ Thiên bĩu môi. Vẫn nên thôi vậy, Triệu Thanh Thanh cười ha ha, chuyển sang đề tài khác. Sư phụ, chúng ta đi xem thử rốt cuộc là ai đứng sau lưng Trịnh Tiểu Kiệt dở trò vớ vẩn. Hạ Thiên không tỏ vẻ đồng ý hay phản đối. Mà một bên khác, sau khi Trịnh Tiểu Kiệt đi ra khỏi cao ốc Thiên Đạo, vẻ mặt hắn vô cùng khó coi, nhưng cũng không tiếp tục đứng ngốc ở đây nữa, trực tiếp rời khỏi nơi này. Không biết đi bao lâu, bỗng dưng có một chiếc xe màu đen dừng trước mặt hắn. Cửa xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra ba gương mặt trẻ tuổi, là hai nam một nữ. Là các ngươi, Trịnh Tiểu Kiệt nhìn thấy ba người này liền cau mày lại, không vui nói, dám xuất hiện tại đây, các ngươi không muốn sống nữa à? Nữ tử kia mỉm cười nói, sợ cái gì? Chẳng nhẽ Triệu Thanh Thanh đó còn dám giữa ban ngày ban mặt động thủ với chúng ta sao? Đúng đó, nam tử mặt chữ quốc ngồi ở ghế lái mỉm cười, coi như Thiên Đạo Tổ là Cẩm Y vệ, thì chúng ta chính là Đông Sưởng, hẳn là phải sợ chúng ta mới đúng. So sánh kiểu gì đấy, Thiên Đạo Tổ có thể không chịu sự khống chế của bất kỳ ai, các ngươi có thể không? Trịnh Tiểu Kiệt cười khẩy, các ngươi đừng coi thường nàng ta, cẩn thận kẻo lật thuyền trong mương. Tiểu thịt tươi sắc mặt tái nhợt thản nhiên nói, Trịnh Tiểu Kiệt, không phải ngươi sợ đấy chứ? Sợ cái đờ cờ mờ nhà mày. Trịnh Tiểu Kiệt trợn trắng mắt với tên tiểu bạch kiểm này, Bạch Thanh Dương, ta nhớ thúc thúc ruột ngươi Bạch Tiểu Lỗi hình như là tiểu đệ của Hạ Thiên cơ mà, sao ngươi lại dám xen vào? Tiểu bạch kiểm cau mày lại, lộ ra thần sắc chán ghét, đừng nhắc cái tên đó trước mặt ta, con mẹ nó buồn nôn chết được. Ngươi không cho ta nhắc đến Hạ Thiên, hay là Bạch Tiểu Lỗi? Trịnh Tiểu Kiệt không khỏi cười ha ha. Nam nhân mặt chữ quốc mở cửa xe, hờ hững nói, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, lên xe rồi hắn nói. Ta có thể lên xe, có điều trước đó nhắc nhở các ngươi một câu. Nét mặt Trịnh Tiểu Kiệt nặng nề nói, Hạ Thiên ở trong cao ốc, chỉ cần ta vừa lên xe là các ngươi xe không còn đường lui, các ngươi xác định muốn chen chân vào. Nữ tử trẻ tuổi bị dọa cho nhảy dựng lên, bất ngờ nói, cái gì? Hạ Thiên đã đến rồi. Hoảng hốt làm gì, nam tử mặt chữ quốc hét lên một tiếng, mục tiêu của chúng ta vốn là Hạ Thiên, hắn đến thì càng tốt chứ, miễn cho chúng ta phải dùng Triệu Thanh Thanh làm mồi câu hắn. Nhưng đó là Hạ Thiên, khủng bố lắm đấy. Nữ tử trẻ tuổi có chút sợ hãi, ta nghe nói hắn là thần tiên, chỉ liếc mắt đã có thể nhìn thấu lòng người, còn không gì là không. Cái đệch mợ, nam tử mặt chữ quốc càng nghe càng cảm thấy vớ va vớ vẩn. Lời thoại thế này mà ngươi cũng tin được, ngươi cho rằng hắn là siêu nhân hay sao, hắn chỉ có y thuật hơi đỉnh, võ công hơi giỏi mà thôi. Hạ Thiên thật sự có bản lĩnh đó, tốt nhất ngươi đừng nghi ngờ. Tên tiểu bạch kiểm gọi là Bạch Thanh Dương nét mặt nặng nề nói, đánh giá thấp ai thì cũng đừng đánh giá thấp Hạ Thiên, đây là điều kiện tiên quyết để giao lưu với Hạ Thiên, mặc dù ta rất ghét hắn, nhưng ta không hề coi thường hắn. Bởi vì người coi thường hắn đều đã chết rồi. Đã biết, nam tử mặt chữ quốc có thể tùy ý quát lớn với nữ tử kia, cơ mà hắn lại không dám làm vậy với Bạch Thanh Dương,
chỉ có thể nói, cho dù hắn thật sự là thần tiên gì đó, thì bên chúng ta cũng có át chủ bài, hơn nữa còn là chuẩn bị cho hắn. Xem ra các ngươi đều có giác ngộ rồi, vậy đi thôi. Trịnh Tiểu Kiệt lập tức lên xe, cười nói với nam tử mặt chữ quốc. Đi đâu? Nam tử mặt chữ quốc vừa cười vừa hỏi, chỗ cũ hay là? Trịnh Tiểu Kiệt xoay tay, an toàn là trên hết, trước tiên đến sân gôn ở ngoại ô phía bắc, nơi đó ta có một tòa biệt thự. Sau khi nam tử mặt chữ quốc biết Hạ Thiên ở gần đây cũng không dám chần chừ, thế nên hắn lập tức lái xe đi về ngoại ô phía bắc. Trịnh Tiểu Kiệt, thứ đồ trên người ngươi đâu? Trong xe nữ tử trẻ tuổi nhìn chằm chằm Trịnh Tiểu Kiệt một lúc, bỗng dưng nàng lên tiếng hỏi. Hai người kia nghe vậy cũng quay sang nhìn Trịnh Tiểu Kiệt. Còn phải hỏi à, Trịnh Tiểu Kiệt cáu bẳn nói, ngay khi Hạ Thiên xuất hiện thì chút đồ đó ở trong người ta còn khó mà giữ hắn được, đã bị lấy ra rồi. Nữ tử trẻ tuổi nghe vậy có chút không tin nói, lấy ra rồi ư, không thể nào. Nếu như thật sự lấy ra tại sao ngươi lại không bị gì? Ngươi hỏi ta hỏi ai được? Trịnh Tiểu Kiệt hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể nói y thuật của Hạ Thiên đúng là đệ nhất thiên hạ, vốn tính kéo dài chút thời gian ở Thiên Đạo Tổ, ít nhất cũng phải để Triệu Thanh Thanh đưa ta đến tổ nghiên cứu, thế thì có thể tiếp xúc với trung tâm của Thiên Đạo Tổ, ai mà ngờ Hạ Thiên bỗng dưng xuất hiện chứ? Thứ đồ trong người ta không còn nữa, nó rơi vào tay Hạ Thiên đúng là có chút phiền phức. Bạch Thanh Dương không khỏi lo lắng, nhỡ đâu bị hắn ta tìm được nguồn gốc của hạt giống đó, vậy thì chúng ta phiền phức to. Trịnh Tiểu Kiệt xua tay, nghiêm túc nói, việc này tạm thời có thể yên tâm, Hạ Thiên không có hứng thú với hạt giống này, hắn đã đưa cho tổ nghiên cứu của Thiên Đạo Tổ, nếu như không xảy ra điều gì bất ngờ, thì chúng ta sẽ nhanh chóng xác định được vị trí của tổ nghiên cứu. Chỉ sợ chúng ta không có thời gian đó. Bạch Thanh Dương có chút dự cảm không tốt, trước giờ Hạ Thiên không phải là người đi theo đường có sẵn, có khi thả ngươi ra chính là kế hoạch của bọn họ, muốn dẫn rắn ra khỏi hang. Bạch Thanh Dương, ngươi có ý gì? Trịnh Tiểu Kiệt không khỏi tức giận, ý của ngươi là ông đây bán đứng các ngươi và tổ chức à? Đừng nói lời ngu xuẩn. Bạch Thanh Dương âm u nói, ngươi biết ý của ta là gì, thế nên đừng cố ý kiếm chuyện. Nam tử mặt chữ quốc thấy hai người cãi nhau không khỏi khuyên nhủ, được rồi, chỉ có một Hạ Thiên mà thôi, có cần khẩn trương như thế không? Cho dù đó là kế hoạch thì sao? Trịnh Tiểu Kiệt tỏ vẻ chẳng sao cả, mục tiêu của chúng ta vốn là muốn bắt Triệu Thanh Thanh, sau đó khiến Hạ Thiên rơi vào bẫy của chúng ta. Hiện tại nếu Hạ Thiên đã xuất hiện thì cứ trực tiếp tiến hành bước 2, bây giờ báo cho người đó, để hắn tùy lúc chờ lệnh. Được. Nam tử mặt chữ quốc nói với nữ tử trẻ tuổi kia, Dĩnh Tử, người gửi tin WeChat cho hắn đi. Nữ tử trẻ tuổi gật đầu, nàng lấy điện thoại ra mở WeChat, sau đó gửi một tin nhắn voi cho ai đó, sự việc có thay đổi, người tùy thời chờ lệnh. Rất nhanh, bạn tốt có avatar là con chó gửi lại cho nàng một biểu tượng ok. Xem ra Triệu Thanh Thanh cũng không phải kẻ ngu, Bạch Thanh Dương bỗng dưng cười nói, nàng đã phái người đi theo chúng ta rồi. Đám người trong xe lập tức nhìn ra sau, thông qua kính chiếu hậu quả nhiên thấy được một chiếc xe đáng ngờ bám theo họ ở phía xa. Muốn cắt đuôi không? Nam tử mặt chữ quốc liếc nhìn Trịnh Tiểu Kiệt. Trịnh Tiểu Kiệt cười khinh thường, hờ hững như không nói, nếu bọn họ muốn theo thì cứ để họ theo. Nàng muốn dẫn rắn ra khỏi hang, thì ta khiến nàng mất cả chì lẫn chài. Đây mới là phép ẩn dụ. Bạch Thanh Dương tức giận nói, ngươi coi bản thân ngươi thành gà với trứng rồi. Ngươi im ngay, Trịnh Tiểu Kiệt gầm lên, nhìn chằm chằm Bạch Thanh Dương, hiện tại tâm trạng của bổn thiếu gia không tốt, tốt nhất là ngươi đừng có kiếm chuyện. Bạch Thanh Dương vẻ mặt khinh bỉ, trong người ngươi không còn hạt giống, có thể đánh nổi ai? Dù không có hạt giống thì cũng có thể đánh chết ngươi, không tin thử mà xem. Trịnh Tiểu Kiệt không chịu yếu tốt, vỗ đầu Bạch Thanh Dương nói, đừng cho rằng ngươi có một hạt là giỏi, như thế vẫn kém xa bổn thiếu gia nhé. Bất cứ lúc nào ta đều có thấy lấy bên trên 3-4 hạt. 3-4 hạt, Bạch Thanh Dương cười khẩy, đừng có nổ nữa, ngươi làm mất 3 hạt, bên trên không truy cứu trách nhiệm của ngươi đã may rồi, nếu còn muốn nữa thì nằm mơ đi. Trịnh Tiểu Kiệt bỗng dưng tức giận, không thèm quan tâm đang ở trong xe, hắn lật người đánh về phía Bạch Thanh Dương, thế mà lại bị Bạch Thanh Dương giơ chân đạp một cú vào ngực. Nam tử mặt chữ quốc có chút bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa, mọi người đều là đồng bọn,
cần gì phải hao tổn lẫn nhau. Muốn hạt giống vậy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ là được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hừ, Trịnh Tiểu Kiệt vì nể mặt nam tử chữ quốc, hắn chỉnh lại quần áo rồi nói, lần này tha cho ngươi một mạng, nếu như còn dám trêu chọc bổn thiếu gia, ai cũng không cầu xin được đâu. Bạch Thanh Dương cũng hừ lạnh một tiếng, khinh thường thu chân lại. Á, đúng lúc này, Trịnh Tiểu Kiệt bỗng dưng giơ tay nắm chặt vị trí trái tim, đau đớn kêu lên. Bạch Thanh Dương không khỏi có chút ngây ngốc, từ khi nào mà công phu chân cẳng của hắn lợi hại thế nhỉ? Không tốt, là chứng ăn mòn tim phát tác. Nam tử mặt chữ quốc vừa nhìn thần sắc đau đớn của Trịnh Tiểu Kiệt liền hiểu ra, nhanh cấy hạt giống cho hắn, bằng không sẽ thật sự chết người. Bạch Thanh Dương lập tức tỉnh táo, có điều hắn vẫn có chút nghi ngờ, chứng ăn mòn tim đâu có đến nhanh vậy, sau khi lấy hạt giống cần ít nhất 3 ngày mới phát tác, hắn. Đúng là có chút kỳ quái, nữ tử trẻ tuổi cũng để vẻ mặt mặt không rõ. Trịnh Tiểu Kiệt cảm thấy giống như có hàng ngàn cây châm liên tục đâm xuyên qua tim hắn, loại đau đớn này hoàn toàn không thể chịu nổi, cơ mà nó sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng, quái dị hơn nữa chính là hắn không thể khiến bản thân ngất đi. Chỉ đành thừa nhận đau đớn này. Không phải là do Hạ Thiên động tay động chân lên người hắn chứ? Bạch Thanh Dương không khỏi nghi ngờ. Trước hết đừng để ý mấy chuyện này, trên người các ngươi có mang theo hạt giống không, tóm lại cứu người quan trọng. Nam tử mặt chữ quốc vô cùng bất mãn với phản ứng của hai người này, hắn tức giận gầm lên, có việc gì để sau hắn nói, nghe chưa? Bạch Thanh Dương và nữ tử kia hai mắt nhìn nhau. Sau đó đồng thanh nói, trên người ta không có hạt giống. Vậy thì xong rồi, ta cũng không mang theo. Nam tử mặt chữ quốc lo lắng nhìn Trịnh Tiểu Kiệt ngã trên ghế co giật không thôi. Này, người ổn chứ, có thể chống đỡ được không? Không phải hắn nói đi biệt thự ở ngoại ô phía bắc sao, nơi đó chắc chắn có. Bạch Thanh Dương mặc dù không ưa Trịnh Tiểu Kiệt, nhưng cũng không thể thấy chết không cứu, thế là lên tiếng nhắc nhở. Nữ tử trẻ tuổi lại lắc đầu. Không kịp đâu, từ chỗ này đến ngoại ô phía bắc ít nhất cần 2 tiếng, mà chứng ăn mòn tim khi phát tác thì trong vòng nửa giờ sẽ không có thuốc chữa. Hết cách rồi, chỉ đành quay về căn cứ trước. Nam tử mặt chữ quốc do dự chốc lát, cuối cùng vẫn cắn răng quyết định. Không được, tuyệt đối không được. Bạch Thanh Dương lập tức phản đối, hắn gào lên với nam tử kia, đây chắc chắn là âm mưu của Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên, nếu làm vậy căn cứ của chúng ta sẽ bại lộ. Nữ tử trẻ tuổi cũng nghĩ đến mặt này, nàng đồng ý với Bạch Thanh Dương, đúng đó, Kim ca, tuyệt đối không thể đến căn cứ. Sợ cái gì, nam tử mặt chữ quốc lại tỏ vẻ không kiên nhẫn, một Hạ Thiên nho nhỏ mà thôi, xem các ngươi bị dọa thành cái gì kìa, trong căn cứ có vô số cao thủ, còn có không ít hạt giống nữa, coi như Hạ Thiên đến thì sao, trực tiếp kích sát hắn là được. Nói xong, nam tử mặt chữ quốc mặc kệ ý kiến của hai người. Hắn đánh tay lái chuyển hướng nhanh chóng rời đi. Theo đó là chiếc xe sau lưng cũng vội vàng chuyển hướng, tiếp tục bám theo sau. Trịnh Tiểu Kiệt, người gắng lên, sắp đến rồi. Nam tử mặt chữ quốc sợ Trịnh Tiểu Kiệt đau quá mà cắn đứt đầu lưỡi, hắn lấy ra một cái kèn harmonica nhét vào miệng Trịnh Tiểu Kiệt. Dường như Trịnh Tiểu Kiệt muốn nói gì đó, kết quả âm thanh phát ra từ cái kèn chỉ có ô ô, hoàn toàn không biết là có ý gì. May là căn cứ ở chỗ không xa, rất nhanh liền đến một tòa biệt thự độc lập. Tiếp đó xe dừng lại, nam tử mặt chữ quốc khiêng Trịnh Tiểu Kiệt đau đến hết hơi xông vào trong biệt thự. Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Bạch Thanh Dương xuống theo, ánh mắt hắn nặng nề nhìn xung quanh, chiếc xe đi theo chúng ta thế mà không thấy nữa, đúng là kỳ lạ. Nữ tử trẻ tuổi cau mày, bỗng dưng nàng hú lên, lập tức có mười mấy hắc y nhân xuất hiện quỳ xuống trước mặt nàng. Hai người một tổ, phân bố quanh căn phòng, đừng để bất kỳ ai lại gần. Nữ tử trẻ tuổi lạnh giọng nói, nghe thấy chưa? Mười mấy hắc y nhân im lặng gật đầu, không phát ra tí âm thanh nào, sau đó bọn họ lại biến mất, phân tán ra xung quanh. Chỉ có mấy thập lân vệ này vẫn không đủ, trong lòng Bạch Thanh Dương không tài nào thả lỏng được, lại gọi thêm bách lân vệ qua đây, Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh có khả năng sẽ đến, cần phải nâng mức cảnh giác lên cao nhất. Ta biết, nữ tử trẻ tuổi gật đầu, nàng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, ta đã giục người đó rồi, bảo hắn nhanh qua đây. Bạch Thanh Dương có chút không vui, vô thức mắng chửi, cũng không biết người đó có cái quái gì, ngoan ngoãn làm thiên lân thì không làm, cứ
cứ nhất định phải đi làm con rể gì đó, đúng là xem nhiều chuyện ba xu. Người ta đang tôn trọng tình yêu, người hiểu cái bíp. Nữ tử trẻ tuổi lại không cho là thế, trên thế giới được mấy người có được bản lĩnh thông thiên, lại cam tâm tình nguyện vì người mình yêu từ bỏ tất cả chứ, thậm chí còn ở rể, kiểu tình yêu thần tiên này mới thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. Ta cực kỳ muốn có nam nhân như thế. Những điều ngươi nói Hạ Thiên đều có thể làm được, vậy ngươi thích hắn à? Bạch Thanh Dương cười khẩy nói. Nữ tử trẻ tuổi hờ hững nói, Hạ Thiên trông không đẹp trai, căn bản không phải thẩm mỹ của ta. Ha ha ha, Bạch Thanh Dương bỗng dưng cười to, Lý Phượng Dĩnh, ngươi cũng tự mình biết mình nhỉ, thật ra là Hạ Thiên không vừa mắt ngươi mới đúng. Bạch Thanh Dương, ngươi cảm thấy bản thân rất hài hước sao? Nữ tử kia lạnh lùng nhìn Bạch Thanh Dương, dám mỉa mai ta, ngươi muốn chết hả? Hai người các ngươi còn ở đó cãi nhau làm gì, nhanh vào đi. Giọng nói tức giận của nam tử mặt chữ quốc truyền ra từ trong phòng. Trịnh Tiểu Kiệt hình như có chút không đúng. Bạch Thanh Dương và Lý Phượng Dĩnh nghe vậy tức tốc bước vào biệt thự, đến căn phòng mà nam tử mặt chữ quốc và Trịnh Tiểu Kiệt đang ở. Lúc này, Trịnh Tiểu Kiệt vẻ mặt tái nhợt nằm trên giường, cả người bắt đầu trở thành màu đen, đôi mắt cũng biến thành hạt châu như gỗ khắc ra, mất đi khí tức linh động. Trong căn phòng, ngoại trừ nam tử mặt chữ quốc, Bạch Thanh Dương và Lý Phượng Dĩnh thì còn có một nam nhân trung niên trông như bác sĩ. Sau khi nam nhân trung niên này tiến hành kiểm tra cho Trịnh Tiểu Kiệt, hắn thở dài một hơi, lắc đầu nói, đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Bác sĩ Phương, rốt cuộc hắn làm sao? Nam tử kia gấp gáp hỏi, không thể trực tiếp cấy hạt giống sao? Bạch Thanh Dương cũng hỏi, người nói đáng tiếc thì là đáng tiếc cái gì? Lý Phượng Dĩnh chỉ vết nứt màu đen trên người Trịnh Tiểu Kiệt, nghi ngờ nói, dấu vết trên người hắn có chút không giống chứng ăn mòn tim. Xác thực thì Triệu Tiên Sinh không phải phát tác chứng ăn mòn tim. Bác sĩ Phương lại đâm mấy châm vào người Trịnh Tiểu Kiệt, hai mắt sáng quắc nói, đúng là châm pháp vô cùng thần kỳ, chỉ với hai châm đã có thể mô phỏng được triệu chứng ăn mòn tim trên người hắn, đúng là quá giỏi. Có ý gì? Nam tử mặt chữ quốc càng nghe càng mơ hồ, bức bối nói, bác sĩ Phương, đừng vòng vo nữa. Trực tiếp nói ra đi, rốt cuộc hắn có thể cứu được hay không? Hơn nữa vừa nãy ngươi nói không phải chứng ăn mòn tim thì là cái gì? Hắn chưa chết cũng không bị bệnh, đương nhiên không cần cứu. Bác sĩ Phương cười hì hì, lại nói Trịnh tiên sinh cũng trải qua 3 lần cải tạo cơ thể, không dễ dàng sụp đổ vậy đâu. Sở dĩ hắn biến thành thế này là vì có người dùng châm pháp động tay động chân với hắn. Bạch Thanh Dương lập tức nói chắc nịch, tuyệt đối là do Hạ Thiên. Hạ Thiên, bác sĩ Phương đầu tiên là ngơ ngác. Sau đó có chút vui mừng nói, là vị thần y đệ nhất thiên hạ kia sao? Nghe nói châm pháp của hắn có thể cứu sống người chết, làm mới da thịt trên xương trắng, ta vẫn luôn muốn gặp một phen, không phải hắn đã mất tích vào mười mấy năm trước sao, tại sao lại xuất hiện chứ? Bác sĩ Phương, tin tức của ngươi quá hạn hẹp rồi, thỉnh thoảng ra ngoài xem có tin mới gì không đi. Lý Phượng Dĩnh có chút hạn héo lời khuyên nhủ, trước giờ Hạ Thiên chưa từng mất tích. Chỉ là bớt xuất hiện trên giang hồ thôi. Có điều gần đây hắn bắt đầu xuất hiện lại, trước đó vẫn luôn ở thành phố Quế và Giang Hải, cho nên bên Kinh Thành không biết. Ý của ngươi là bây giờ hắn đang ở Kinh Thành, bác sĩ Phương không khỏi vui mừng xoa tay, vậy quá tốt, hắn ở đâu thế, ta nhất định phải đến gặp hắn, tìm hắn luận bàn y thuật. Bạch Thanh Dương bất mãn nhắc nhở, bác sĩ Phương, tốt nhất ngươi nhớ kỹ vào, Hạ Thiên là kẻ thù của chúng ta. Ngươi sùng bái hắn ta như thế, điện chủ sẽ không vui đâu. Bác sĩ Phương lập tức ngừng cười, sau đó nói, cùng lắm sau khi luận bàn xong ta cắt cổ hắn là được chứ gì. Bây giờ không phải lúc nói cái này. Nam tử mặt chữ quốc lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn họ. Bác sĩ Phương, tóm lại là ngươi nhanh chữa trị cho Trịnh Tiểu Kiệt đi, điện chủ rất coi trọng hắn đấy, tuyệt đối không thể để hắn chết. Ấy, cho nên mới nói đáng tiếc. Bác sĩ Phương vừa vuốt châm vàng, vừa lẩm bẩm, thật ra thân thể hắn là tài nguyên nghiên cứu tuyệt hảo, nói không chừng có thể tìm ra được phương pháp hành châm vận khí của Hạ Thiên, đến lúc đó ta có thể nắm giữ y thuật cao siêu của hắn, thay thế danh hiệu thần y đệ nhất thiên hạ. Đồ đần nhà ngươi còn nằm mơ à? Đúng lúc này, trong căn phòng bỗng dưng nhiều thêm một giọng nói lười biếng. Đám người ở trong nghe thấy âm thanh này lập tức cả người cứng ngắc, mồ hôi túa ra như mưa.
Không biết từ khi nào Hạ Thiên đã lười biếng ngồi xổm bên bệ cửa sổ, mỉm cười hì hì nhìn bọn họ. Hạ Thiên, Bạch Thanh Dương vô cùng kinh ngạc, giơ tay liền bắn ra mấy đạo hắc quang, chịu chết đi. Hạ Thiên tùy ý hất tay, kiểu trò chơi này không có tác dụng với ta đâu, tốt nhất đừng lãng phí thời gian. Sao ngươi vào được, rõ ràng ta đã sắp xếp mười mấy thập lân vệ, còn thêm bách lân vệ tuần tra. Lý Phượng Dĩnh cũng kinh ngạc đến mức tròng mắt sắp rớt cả ra ngoài, bọn họ thế mà lười biếng như vậy, sao có thể thế được? Cái gì mà thập lân, bách lân, chưa từng nghe qua. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngược lại có mấy tên đần muốn ngăn cản ta, ta tiện tay xử lý hết rồi. Tiện tay xử lý, Lý Phượng Dĩnh bỗng dưng tức giận, chỉ vào Hạ Thiên quát mắng, Hạ Thiên, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng năng lực chém gió cũng ghê đấy. Ngươi có biết thập lân vệ và bách lân vệ có ý nghĩa gì không? Một thập lân vệ tương ứng với mười mấy sát thủ đỉnh cấp thế giới được huấn luyện, bọn họ đều là thủ vệ do điện chủ đích thân bồi dưỡng, sao có thể bị người tiện tay xử lý chứ? Loại đần đấy cho dù thêm 10.000 tên nữa cũng không có tác dụng. Hạ Thiên cười hì hì, phế vật chính là phế vật, sẽ không bởi vì số lượng lớn mà trở lên lợi hại, chỉ sẽ càng thành phế vật hơn thôi. Ngươi mới là phế vật, ngươi đến đúng lúc lắm, hôm nay ta phải khiến ngươi chết ở đây. Nam nhân mặt chữ quốc trông thấy Hạ Thiên, dưới đáy lòng hắn bỗng trào dâng một cảm giác nguy hiểm, kèm theo sự hưng phấn không nói thành lời. Nếu như hắn có thể giết chết Hạ Thiên, vậy thì lập công lớn rồi. 20 năm trước, Hạ Thiên nhổ hết gốc rễ của quái vật khổng lồ như Lý gia, sau đó lại giết chết Nhạc Chi Phong, xử lý sạch sẽ một đám gia tộc lâu đời ở Kinh Thành. Triệu Công Dục tùy thời thừa thế phất lên, hắn liên kết với Tống, Cố, Bạch, các gia tộc mới nổi có mối quan hệ thân thiết với Hạ Thiên, một lần nữa thành lập bản đồ thế lực gia tộc tại Kinh Thành. Chính vì nguyên nhân này mà những gia tộc lâu đời ở Kinh Thành chỉ đành ẩn nấp, chờ đợi thời cơ Đông Sơn tái khởi. Cùng lúc đó, dù bọn họ hận Hạ Thiên đến thấu xương vì việc thay đổi cục diện ở Kinh Thành, thì vẫn phải tích lũy lực lượng để đối phó với Hạ Thiên. Long Thần Điện là tổ chức do những gia tộc lâu đời tại Kinh Thành đặc biệt tạo ra, bề ngoài là để kiềm chế Thiên Đạo Tổ, ngăn cản Thiên Đạo Tổ một nhà độc đoán, trên thực tế thì lại luôn lấy Hạ Thiên làm mục tiêu cao nhất. Những năm này Long Thần Điện âm thầm phát triển, nhìn từ cơ bản là dựa theo hình thức của Thiên Đạo Tổ, vì một ngày nào đó có thể thay thế Hạ Thiên và thế lực khác ở Kinh Thành. Chỉ là đám người này vẫn luôn không có biện pháp đụng đến phần cốt lõi của Thiên Đạo Tổ, trên các phương diện vẫn kém Thiên Đạo Tổ. Kết cấu tổ chức của Long Thần Điện cũng cực kỳ đơn giản, do Hắc Y Long Thần làm điện chủ, dưới có hai Thiên Lân tướng, tiếp đó là Bách Vệ Lân và Thập Vệ Lân được coi là nhân viên hành động. Lúc này nam nhân mặt chữ quốc muốn nhân cơ hội kích sát Hạ Thiên chính là Kim Phi Bằng, một trong hai Thiên Lân tướng. Khởi động hệ thống phòng ngự tối cao, triệu tập tất cả nhân viên chiến đấu. Kim Phi Bằng lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, nếu Hạ Tổ trưởng đã đích thân đến đây, vậy thì đừng đi nữa. Hắn vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng máy móc vang lên, chỉ thấy trong tòa biệt thự lập tức có rất nhiều nước tràn vào từ tứ phía, vây kín xung quanh. Hạ Thiên cười hì hì nhìn xung quanh, chỉ dựa vào đống sắt vụn này mà cũng muốn giữ ta lại. Đây không sắt vụn, Kim Phi Bằng cười khẩy một tiếng, nghiêm túc nói, nó được tạo thành bởi hợp kim cứng nhất trên thế giới hiện nay, tổng cộng có 9 tầng, cho dù ngươi dùng đạn hạt nhân cũng không thể xuyên thủng, bên trên có gắn điện cao áp, chỉ cần ngươi dám động vào thì đảm bảo giật ngươi thành tro. Chỉ thế này, Hạ Thiên vẫn là dáng vẻ lười biếng kia, hắn không thèm quan tâm nói, nếu như ta muốn đi, những thứ đổ này không có tác dụng gì đâu. Đương nhiên không chỉ mỗi thế, Kim Phi Bằng cởi bỏ quần áo trên người hắn, chỉ thấy trên da hắn phủ kín một tầng chiến giáp màu đen dày cộp, thứ này còn đang tản phát ra khí tức mờ nhạt khiến người ta khiếp sợ. Sau đó nữ tử trẻ tuổi và Bạch Thanh Dương cũng đồng thời cởi quần áo, để lộ bộ chiến giáp màu đen kiểu dáng giống nhau. Ngoài gian phòng còn xuất hiện mười mấy nhân viên chiến đấu, trên người đều mặc chiến giáp hợp kim. Tình cảnh này trông có vẻ thật sự giống siêu cấp anh hùng tập kết lại để đối kháng với đại phản diện. Hạ Thiên, thời đại đã thay đổi, con đường này của ngươi không theo kịp trào lưu nữa rồi. Kim Phi Bằng cường ha ha nói với Hạ Thiên, hoan nghênh ngươi tới Thiên Long Điện. Hạ Thiên bĩu môi, không khỏi quay đầu liếc nhìn bác sĩ Phương, sao ngươi không biến hình? Ta là bác sĩ, đâu phải nhân viên chiến đấu đâu mà biến hình.
Bác sĩ Phương có chút đờ đẫn, sau đó nói hắn Hạ Thiên, người thật sự là Hạ Thiên sao, thần y đệ nhất thiên hạ. Lẽ nào người từng gặp Hạ Thiên giả à? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta chính là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ, y thật đứng đầu thế giới, võ công cũng đứng đầu thế giới. Tuyệt vời, bác sĩ Phương với vẻ mặt kích động xông đến trước mặt Hạ Thiên, ta đã sớm nghe qua tiếng tăm của ngươi, cơ mà vẫn không có duyên gặp nhau. Ta nghe nói ngươi có một bộ châm pháp tuyệt thế vô song, có thể cứu sống người chết, ngươi có thể dạy cho ta không? Không thể, Hạ Thiên dáng vẻ không kiên nhẫn, có dạy thì ngươi cũng không học được. Sao có thể, vẻ mặt của bác sĩ Phương cực kỳ nghiêm túc nói, thiên phú của ta rất cao, rất nhiều châm pháp ta nhìn qua một lần đã biết. Chỉ cần ngươi chắc chắn dạy ta, thì bây giờ ta liền quỳ xuống bái sư. Bác sĩ Phương, ngươi muốn làm gì đấy, chú ý lập trường của ngươi. Kim Phi Bằng có chút bất mãn nói, Hạ Thiên là kẻ thù của chúng ta, mục đích của Long Thần Điện là lấy việc tiêu diệt Hạ Thiên làm nhiệm vụ, trả lại cho kinh thành một mảnh yên bình. Bác sĩ Phương lại tỏ vẻ không quan tâm, hắn nói với Kim Phi Bằng, các ngươi muốn giết hắn là việc của các ngươi. Ta chỉ muốn học được y thuật cao siêu từ chỗ hắn thôi, hai việc này không hề xung đột với nhau. Ta không rảnh để ý tới ngươi, tốt nhất cút xa một chút. Hạ Thiên liếc nhìn bác sĩ Phương, sau đó hắn nói với Kim Phi Bằng, cái điện rách nát này của các ngươi chẳng nhẽ không có cao thủ à, chỉ dựa vào mấy người các ngươi ngay cả hứng thú động thủ ta cũng không có. Lời nói không biết xấu hổ, Kim Phi Bằng bỗng dưng nổi giận, hắn hừ lạnh nói, suốt ngày tự mình khoe khoang, thật sự cho rằng bản thân là thiên hạ vô địch chắc, hôm nay ta sẽ để ngươi biết cái gì gọi là lực lượng của thời đại mới. Các ngươi quá yếu, ta lười động thủ. Hạ Thiên tùy tiện tìm chỗ thoải mái biếng nhác nằm xuống, sau đó hắn nói với hư không, thanh nha đầu, những đồ đần này giao cho ngươi xử lý đấy. Cố làm ra vẻ huyền bí. Kim Phi Bằng cười khẩy một tiếng, hắn hét lên với người khác, mọi người cùng lên, giết chết hắn. Không đợi bọn họ cùng nhau xông lên thì giữa không trung bỗng dưng lóe lên một bóng người lướt qua bọn họ, tiếp theo đám người ở trong phòng đều bay cả ra ngoài. Bộp, bộp, bộp. Kim Phi Bằng, Lý Phượng Dĩnh và Bạch Thanh Dương nặng nề ngã xuống mặt đất, nếu như không phải có chiến giáp bảo vệ thì lần này hơn nửa phải phun ra ngụm máu. Triệu Thanh Thanh. Kim Phi Bằng lồm cồm bò dậy, hắn dương mắt nhìn bóng người bỗng dưng xuất hiện, không khỏi kinh ngạc nói, sao ngươi vào được đây? Ngay khi căn phòng thả đập nước ta đã vào rồi, chút lực lượng an ninh này có cũng như không? Triệu Thanh Thanh giống như là khách đến chơi nhà bạn, nàng ngồi trên ghế sofa, đôi chân dài hơi vắt chéo vừa khéo để Hạ Thiên gối đầu. Tốt tốt tốt, nếu hai người đều xuất hiện rồi thì thật là cơ hội trời ban. Kim Phi Bằng từ từ đứng dậy. Vẻ mặt không cảm xúc nói, cũng tránh cho chúng ta thiết lập nhiều bẫy dập, hôm nay phải giết chết hai người mới được, đến lúc đó thiên đạo tổ sẽ tự nhiên sụp đổ, toàn bộ kinh thành chính là thiên hạ của Long Thần Điện chúng ta. Triệu Thanh Thanh nghe vậy không khỏi mỉm cười nói, thật ra ta đã sớm biết về Long Thần Điện của các ngươi rồi. Vốn không cảm thấy có gì, mọi người nước sông không phạm nước giếng, kết quả đám người các ngươi lại nhằm vào thiên đạo tổ, còn thường xuyên bắt cóc thành viên của chúng ta. Việc này có chút quá đáng đấy. Hừ, thế này là quá đáng à? Kim Phi Bằng cười lạnh không thôi, thiên đạo tổ các ngươi nắm giữ một phương, coi kinh thành thành nhà của mình, làm mưa làm gió thì thôi, còn tùy ý xóa bỏ dị kỷ những người không theo mình, việc này chẳng lẽ không quá đáng sao? Triệu Thanh Thanh lắc đầu thở dài, lập trường không giống, nói gì cũng không có tác dụng. Thiên đạo tổ trước giờ không tham gia vào tranh đấu của các thế lực, chỉ im lặng làm việc. Thế mà vẫn có người ôm oán hận như các ngươi, bất cứ lúc nào cũng lật bàn, vậy thì không có cách rồi. Vừa có được lợi ích, lại nói không tham gia tranh đấu, thật là nực cười. Kim Phi Bằng cười khẩy không thôi với lời nói của Triệu Thanh Thanh, nếu các ngươi thật sự im lặng làm việc, thế sao không bảo Triệu gia nhường vị trí đi? Triệu Thanh Thanh hạn héo lời, mấy người các ngươi thật sự là tham lam vô độ, vốn đã cho các ngươi thời gian sống sót. Nhưng các ngươi nhất định phải được một tấc tiến một thước, còn muốn đối phó sư phụ ta. Nếu các ngươi muốn chết thì đành phải thành toàn cho các ngươi thôi. Nói nhiều như thế, cuối cùng vẫn là nắm đấm gặp nhau. Kim Phi Bằng vuốt nắm đấm, giọng nói bén nhọn, hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta vong, không có lựa chọn thứ ba. Hạ Thiên lười biếng trả lời một câu,
sửa lại chút đi, chỉ có một lựa chọn, đó chính là các ngươi chết. Hừ, vậy xem thử các ngươi có bản lĩnh như trong truyền thuyết hay không. Kim Phi Bằng bỗng dưng hóa thành một tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh lao đến trước mặt Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh, trong tay không biết từ lúc nào đã nắm một lưỡi hắc đao tạo hình kỳ lạ, nó trực tiếp chém đồ vật trước mắt hắn thành hai. Lưỡi đao này được đấy, chỉ là tốc độ của đồ đần nhà ngươi quá chậm, lực lượng cũng quá nhỏ. Hạ Thiên còn chả thèm động, tùy tiện bình luận một câu. Dưới đáy mắt Kim Phi Bằng lóe lên một tia dị sắc, vừa nãy rõ ràng hắn nhìn thấy Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên đều ở trong tầm mắt, tại sao lại không chém chúng chứ? Sư phụ ta thích đao của ngươi. Bóng dáng của Triệu Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện bên người Kim Phi Bằng, nói muốn cướp lưỡi đao này, vậy thì tặng cho hắn chơi đi. Kim Phi Bằng cực kỳ tức giận, hắn nói với người khác còn đứng ngây ra đấy làm gì, bao vây nàng lại. Bạch Thanh Dương và Lý Phượng Dĩnh lập tức xông đến, trong tay cầm đủ loại vũ khí, chia nhau trước sau vây chặt Triệu Thanh Thanh. Nếu như ta nhớ không sai thì ngươi hẳn là con trai của Bạch Tiểu Lỗi nhỉ, sao lại lẫn lộn với đám người này? Ngươi thế mà còn dám đối phó với sư phụ của ta, không sợ ba ngươi làm thịt ngươi sao? Triệu Thanh Thanh liếc nhìn Bạch Thanh Dương, có chút không hiểu hỏi. Bạch Tiểu Lỗi, Hạ Thiên nghĩ một lát, trước kia hắn từng thu nhận một tiểu đệ như vậy, dường như còn thành lập một thế lực nào đó, sau đó được Sở Giao tiếp nhận xử lý. Đờ cờ mờ nhà ngươi, Bạch Thanh Dương thẹn quá hóa giận, hắn quát mắng với Triệu Thanh Thanh, ta không có bất kỳ quan hệ gì với người đó, đã sớm cắt đứt với Bạch gia rồi, bây giờ ta là người của Long Thần Điện. Lúc này Hạ Thiên mới đánh giá Bạch Thanh Dương, hờ hững nói, còn thật sự là con trai của hắn kìa, ba người có biết ngươi ở đây không? Đã nói rồi, ta không có quan hệ với hắn. Bạch Thanh Dương tức đến mức xanh cả mặt, chỉ tay vào Hạ Thiên nói, ngươi nói vớ va vớ vẩn, bây giờ ta phải giết ngươi. Triệu Thanh Thanh thản nhiên nói, xem ra Bạch Tiểu Lỗi không xử lý tốt việc trong nhà. Bạch Tiểu Lỗi làm sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Việc này nói ra rất dài. Triệu Thanh Thanh mỉm cười, sau này lại nói. Im miệng, Bạch Thanh Dương lập tức móc súng, hắn điên cuồng nã đạn vào Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh. Ai còn nhắc đến việc này thì chết cho ta. Đồ con nít, khẩu khí lớn đấy. Triệu Thanh Thanh tỏ vẻ không vui, bóng người lóe lên xuất hiện sau lưng Bạch Thanh Dương, nàng thò tay bóp chặt gáy hắn, giống như xách một con gà lên rồi ném ra ngoài, cút sang một bên. Việc của ngươi chờ lát nữa để Bạch Tiểu Lỗi đích thân đến xử lý. Dầm, Bạch Thanh Dương nặng nề đụng vào tầng màn trướng kia, tuy có chiến giáp màu đen nên không đến mức bị điện giật, nhưng cũng ngất đi. Triệu Thanh Thanh trực tiếp đánh ngất Bạch Thanh Dương, thật ra nàng làm vậy cũng là vì để bảo vệ tiểu tử này, đương nhiên là nhìn vào mặt mũi của Bạch Tiểu Lỗi, bằng không tên này đã sớm bị bắt đưa đến Thiên Đạo Tổ để từ từ mài rũa rồi. Hạ Thiên không phản ứng gì lớn, Bạch Tiểu Lỗi đúng là tiểu đệ của hắn, nhưng không đại biểu cho hắn phải bảo vệ con cháu của đối phương. Hạ Thiên hắn là thần y đệ nhất thiên hạ, chứ không phải bảo mẫu đứng đầu thiên hạ, càng không phải thánh mẫu gì đó. Tên tiểu tử này tham gia vào tổ chức lập ra để chuyên môn đối phó hắn, không đánh chết Bạch Thanh Dương thì đã rất từ bi rồi. Ngược lại hai người Kim Phi Bằng và Lý Phượng Dĩ nhìn thấy Bạch Thanh Dương vậy mà không phải đối thủ của Triệu Thanh Thanh, trong lòng bọn hắn lột bột một tiếng, bọn họ vẫn đánh giá thấp Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh. Dĩnh tử, người nhanh gọi người đó, nếu như trong vòng 3 phút mà không đến thì bảo hắn đi chết đi. Kim Phi Bằng nhỏ giọng dặn dò Lý Phượng Dĩnh. Sau đó hắn lấy ra một bình nhỏ trong túi, đổ ra hai hạt giống màu đen rồi trực tiếp bỏ vào trong miệng, ta đến xử lý Triệu Thanh Thanh. Triệu Thanh Thanh nhìn thấy tình hình này không khỏi lắc đầu nói, muốn chiến đấu thì có thể dựa vào thực lực, cũng có thể dựa vào đầu óc, thật ra không cần phải chơi loại âm mưu quỷ kế để kéo dài hơi tàn. Hết lần này đến lần khác dựa vào loại tà môn ngoại đạo đó, cực kỳ dễ mất khống chế, cho nên tuyệt đối không thể lưu lại. Hừ! Bớt nói bốc phét đi, cả người Kim Phi Bằng bỗng dưng bị một cỗ khí tức màu đen mỏng nhẹ bao phủ, thân thể cũng dần dần rách ra vết nứt to bằng ngón tay, trông có vẻ đáng sợ dị thường, lẽ nào cho phép Thiên Đạo Tổ các ngươi lén lút nghiên cứu thứ không thuộc về mình. Hóa ra là thế, Triệu Thanh Thanh thở dài, tỏ vẻ khinh thường nói, quả nhiên là ánh mắt thiển cận, những lão gia hỏa đó tìm kiếm nhiều năm như vậy thế mà chỉ tìm được đám phế vật các ngươi, đúng là hợp với đức tính của họ. Tiếp một quyền này của ta hãng nói,
Kim Phi Bằng cảm thấy lực lượng trong cơ thể đang dần dần trào ra, hắn nhanh chóng nắm chặt nắm đấm, khí đen cuồn cuộn đánh về phía Triệu Thanh Thanh. Triệu Thanh Thanh khinh thường cười một tiếng, nàng cũng không muốn nói nhiều nữa, bỗng dưng vận chuyển linh khí trong người, giơ chân lên thuận tiện tung một cước. Bộp! Trường cước giao nhau phát ra một tiếng vang lớn, sau đó kình khí tràn ra bốn phía, thổi đến mức căn nhà dường như sắp đổ. Hừ, Triệu Thanh Thanh, người bị lừa rồi. Kim Phi Bằng bỗng dưng cười to, loại ma khí màu đen trong người ta có thể thôn phệ linh khí, cho dù ngươi là tu tiên giả, thì cũng không chống đỡ được bao lâu, đan điền khô kiệt, khí hải bạo liệt mà chết. Triệu Thanh Thanh hơi cau mày, nàng phát hiện khí tức màu đen này đúng là dính chặt với nàng, hơn nữa còn không ngừng hấp thu linh khí trong người nàng. Nếu như là trước kia có khi nàng sẽ hơi lo lắng, nhưng bây giờ nàng không thèm để ý, bởi vì có linh mạch của núi Trung Nam liên tục cung cấp linh khí cho nàng. Thôn phệ linh khí kiểu này căn bản sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Thêm nữa, ta muốn xem thử rốt cuộc ngươi cất giấu bao nhiêu linh khí. Kim Phi Bằng lại rơi vào điên cuồng, hắn không ngờ linh khí trong người Triệu Thanh Thanh lại có nhiều như vậy, hiện tại tất cả đều rót vào người hắn, khiến lực lượng của hắn tăng thêm một tầng, nói không chừng sau khi xử lý sạch sẽ Triệu Thanh Thanh, hắn sẽ có tư cách trùng kích ngôi vị điện chủ của Long Thần Điện. Mặc dù nói chút thôn vệ kiểu này không tổn thương đến ta, nhưng hành vi của ngươi khiến ta rất không vui. Triệu Thanh Thanh đúng là tức giận, bóng dáng nàng lóe lên xuất hiện sau lưng Kim Phi Bằng, giơ chân đạp một cú hung ác, ngươi vẫn nên đi chết thì hơn. Kim Phi Bằng không kiềm được mà cười khẩy, ha ha, hơn phân nửa linh khí của ngươi đều bị ta hút đi, công kích của ngươi có thể gây nguy hiểm gì cho ta chứ? Ta thấy ngươi vẫn, ấy. Dầm, một cước của Triệu Thanh Thanh đạp trúng vị trí trái tim của Kim Phi Bằng, trong nháy mắt nửa câu sau của hắn phải rút về. Việc này sao có thể? Kim Phi Bằng chỉ cảm thấy lồng ngực giống như trúng một quả bom hạt nhân, ngay cả tâm can lá phổi đều như nổ tung, khiến hắn kinh ngạc chính là khí đen cuồn cuộn trong người hắn vậy mà bị Triệu Thanh Thanh trấn áp. Có gì mà không thể chứ? Triệu Thanh Thanh thản nhiên nói. Mỗi một hạt giống ma khí đều tương đương với một ngụm linh tuyền, trước đó ta đã ăn 3 viên, giờ đây lại nuốt thêm 2 viên, ma khí gần như giống một nửa dòng linh mạch. Kim Phi Bằng há to miệng phun khí đen, vẻ mặt hắn tràn ngập sự không dám tin, gào thét xé giọng, Triệu Thanh Thanh ngươi cũng chỉ là một tu tiên giả cấp thấp, sao có thể địch nổi sự áp chế của ma khí. Tu tiên giả cấp thấp, Triệu Thanh Thanh nghe vậy liền muốn cười, xem ra công cuộc điều tra của các ngươi cũng chưa đủ chi tiết đâu. Làm phụ nữ của Hạ Thiên ít nhất đều là Kim Đan Kỳ trở nên, hai chữ cấp thấp từ đâu đấy. Kim Đan Kỳ. Kim Phi Bằng bị dọa cho tròng mắt sắp rớt cả ra, đúng là chém gió, linh khí của địa cầu mỏng manh như thế, mấy trăm năm nay đều không xuất hiện nổi một tu tiên giả Kim Đan Kỳ, dựa vào cái gì mà Hạ Thiên có thể khiến người khác vượt qua được Kim Đan Kỳ. Chỉ dựa vào Hạ Thiên ta đây, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nét mặt không tỏ vẻ quan tâm, nếu như không phải muội muội chân dài hút đi nửa phần công lực của ta, thì ta có thể trực tiếp khiến đám nữ nhân trên cả độ kiếp kỳ. Kim Phi Bằng nghe thấy lời này của Hạ Thiên không khỏi cười to, ngay cả máu đen ở khéo miệng cũng không thèm lau, sớm nghe nói Hạ Thiên ngươi cuồng vọng cực kỳ, bây giờ mới thật sự được thấy. Còn trên cả độ kiếp kỳ nữa, chỉ sợ cả cái địa cầu này chưa chắc có một tu tiên giả độ kiếp kỳ. Thế chỉ có thể chứng minh các ngươi là ếch ngồi đáy giếng. Hạ Thiên bĩu môi, phần lớn bà vợ của ta đã sớm là độ kiếp kỳ rồi, chỉ là lười khoe khoang với bên ngoài mà thôi. Quả nhiên muốn diệt cái khác, trước hết phải khiến nó cuồng vọng, Kim Phi Bằng ổn định tinh thần, miễn cưỡng áp chế vết thương trong cơ thể, Hạ Thiên, Triệu Thanh Thanh, các ngươi đúng là đã mắc bệnh rồi, chẳng trách làm người càng ngày càng không kiêng kỵ, nỗi lo của các lão đại nhân quả thật không sai, loại phần tử nguy hiểm như các ngươi cần phải sớm diệt trừ. Đồ đần đúng là nghe không hiểu tiếng người, Triệu Thanh Thanh lắc đầu, vậy cũng không thể nói lời thừa thãi với ngươi. Long Thần Điện của các ngươi vẫn lên thẳng tay xóa bỏ mới tốt. Kim Phi Bằng hừ lạnh một tiếng, khẩu khí lớn nhỉ. Ngươi cho rằng Long Thần Điện là chốn nào, ngươi nói hủy diệt là hủy diệt sao? Nếu như chỉ với ngần này người thì hủy diệt là cái nhấc tay thôi. Triệu Thanh Thanh hờ hững nói. Xem ra ngươi biết hơi ít về Long Thần Điện chúng ta rồi. Kim Phi Bằng mỉm cười. Ý vị thâm trường cười mỉm cười, chờ đến khi các ngươi gặp chiến thần ở rể của Long Thần Điện, còn có cả Hắc Y Long Thần,
chỉ sợ sẽ thay đổi cách nói thôi. Hắc Y Long Thần, chưa từng nghe qua. Triệu Thanh Thanh lẩm bẩm nói, ngược lại là chiến thần ở rể đó gần đây như sấm bên tai. Chiến thần ở rể là cái quái gì? Hạ Thiên có chút nghi ngờ nhìn Triệu Thanh Thanh, đồ đần ở đâu vậy mà dám lấy danh hiệu chiến thần? Kim Phi Bằng có chút bất ngờ nói, Hạ Thiên, thế mà ngươi chưa từng nghe qua chiến thần ở rể sao? Hạ Thiên không thèm quan tâm, ta nhất định phải nghe à? Chỉ là kẻ gần đây nổi tiếng trên mạng, người thường chơi điện thoại đều lướt chúng nhất nhiều video của hắn. Triệu Thanh Thanh nghĩ tới tính cách của Hạ Thiên, ngoại trừ chú ý với mỹ nữ thì trước giờ hắn đều không quan tâm tới việc khác, thế là giải thích nói, gần đây có một người rất hot, ngược lại có chút giống ngươi vào 20 năm trước, có không ít người đều nói hắn là bản sao của Hạ Thiên. Hạ Thiên bĩu môi nói, vậy chính là hàng giả rồi. Cũng không phải, Triệu Thanh Thanh từ tốn nói, người này gọi là Diệp Nhất Tuyệt, từ núi Tử Vân xuống, thân mang truyền thừa thượng cổ Thái Ất Cửu Châm, sau khi xuống núi liền vào ở rể cho Tô gia ở Kinh Thành. Đúng là rất mạnh, hết lần này đến lần khác giả vờ là phế vật ở rể, gần đây gây ra không ít chuyện cười. Có đoàn đội chuyên môn chụp việc của hắn thành video ngắn phát trên mạng, cực kỳ mắc cười. Ngươi nói ai buồn cười? Đúng lúc này, trong phòng bỗng dưng vang lên một giọng nói lười biếng. Triệu Thanh Thanh nghe được âm thanh này không khỏi ngây ngốc, vô thức nhìn về phía Hạ Thiên. Không phải ta nói, Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Triệu Thanh Thanh lập tức phản ứng lại, ánh mắt nhìn về góc nào đó trong phòng, nơi đó không biết từ lúc nào đã nhiều thêm một bóng người. Người này trông có vẻ cao gầy, tướng mạo bình thường, lại mặc áo sơ mi kiểu cách phổ thông, đôi mày tản phát ra khí tức vừa lừa biếng vừa u buồn, trông có vẻ cực kỳ giống đồ vô dụng. Này, Dĩnh Tử, người dục gì mà như đòi mạng thế, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người này bỏ tai nghe xuống, nét mặt có chút buồn bực nói với Lý Phượng Dĩnh, ta phải lấy cớ đi mua cơm mới chuồn ra được đấy, nếu như để vợ ta biết thì chắc chắn sẽ mắng ta. Lý Phượng Dĩnh lúc này mới tỉnh táo lại, nàng mắng người kia, đồ họ Diệp kia, sao bây giờ ngươi mới đến, nếu như làm chậm trễ việc của điện chủ thì ngươi có tin vợ ngươi không còn nữa không? Trong mắt người này lóe lên tia sát khí, bên ngoài lại tức giận nói, đùa cái gì cũng được, nhưng tốt nhất đừng mang vợ ta ra, bằng không ta làm thịt ngươi. Hai người đó chính là người mà điện chủ muốn chết, bây giờ ngươi ra tay giải quyết bọn họ đi. Lý Phượng Dĩnh vội vàng ra lệnh. Thanh Dương và Tiểu Kiệt đều bị bọn họ hạ độc, ngay cả Kim Ca cũng sắp không chống đỡ được rồi. Là một đại mỹ nữ à, đáng tiếc vẫn kém hơn vợ ta. Người này dương mắt nhìn Triệu Thanh Thanh, sau đó ánh mắt hắn sáng lên. Hạ Thiên nghe vậy có chút không vui, bất kể vợ ngươi là ai, thì đều không đẹp bằng Thanh nha đầu. Ngươi là ai? Người này bất mãn liếc nhìn Hạ Thiên, dám nói vợ ta xấu. Hạ Thiên trả lời, là do đồ đần ngươi nói trước. Ồ, hình như ta biết ngươi là ai rồi. Người này lộ ra thần sắc bừng tỉnh, hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, ngươi là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ, đúng không? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi là đồ đần nào? Ta à, ta là Diệp Nhất Tuyệt. Người này cười hì hì tự giới thiệu bản thân, Diệp trong lá cây, Nhất trong nhất định, Tuyệt trong tuyệt đối. Quả nhiên không có chút khí thế nào. Có điều chẳng sao cả, chỉ cần cho ngươi biết tay là được. Giọng điệu nói chuyện của người này đúng thật hơi giống Hạ Thiên, nhưng vẫn có khác biệt nhỏ. Sự lười biếng của Hạ Thiên là xuất phát từ sâu trong lòng, tính cách hắn vốn như thế, mang theo chút ý tứ bất cần, nhưng sâu trong trái tim ấy ẩn giấu sự thiện chí đối với thế giới này, cùng với tình yêu vừa chân thành vừa sâu nặng với các cô vợ. Người trước mặt này trông có vẻ cũng rất lười nhác, giọng điệu tùy ý như nhau. Lời nói chả câu nào dứt ra được vợ hắn, nhưng sâu trong lòng hắn thật ra là một khoảng không, chẳng có bất kỳ người nào cả, yêu vợ gì đó chỉ là do chính hắn thiết lập ra mà thôi. Người này không phải là một loại với Hạ Thiên, thậm chí có thể nói là loại hình hoàn toàn tương phản, chỉ có điều phần lớn mọi người nhìn phần bên ngoài, không rõ được sự khác biệt ở bên trong. Ta nghe nói người có một bộ châm pháp có thể cứu sống người chết, trùng hợp thế, ta cũng có. Diệp Nhất Tuyệt thả lỏng hai ngón tay nắm đồ ăn, giữa bàn tay liền lộ ra một cây châm bạc mảnh mà dài, đây là Thái Ất Cửu Châm được truyền thừa hơn 2000 năm, chính là thần châm thượng cổ chân chính,
bộ châm pháp của ngươi đoán chừng là châm pháp nhái được thôi diễn từ Thái Ất Cửu Châm. Đồ đần, Hạ Thiên lười nói chuyện với loại não tàn như này, châm pháp của ngươi mới là hàng nhái, gì mà Thái Ất Cửu Châm chứ, Thái Ất Cửu Châm thật sự chỉ có 6 châm thôi. Ngay cả cái này ngươi cũng không biết, còn ở đây làm màu cái gì. Ha ha, quả nhiên ai cũng không thuyết phục được ai. Diệp Nhất Tuyệt xua tay, nét mặt lộ ra thần sắc chẳng sao cả, thế này đi, Hạ Thiên, niệm tình ngươi lớn ta mấy tuổi, lại là tiền bối nữa, ta có thể cho ngươi 10 phút trốn thoát. Hạ Thiên hứng thú không thôi, hắn hỏi Triệu Thanh Thanh, bây giờ đồ đần đều não tàn đến bước này rồi sao? Chủ yếu là 20 năm nay sư phụ không ra tay. Triệu Thanh Thanh vừa cười vừa nói với Hạ Thiên, những người mới này không biết sự khủng bố của sư phụ đương nhiên không hề có tâm tôn kính, ngược lại cho rằng có thể đạp lên người để thượng vị. Hạ Thiên chỉ bình luận đúng một câu, vô vị. Tất nhiên là ngươi cảm thấy vô vị rồi, điểm này thật ra ta có thể hiểu. Diệp Nhất Tuyệt mỉm cười, vẻ mắt bình thường mang theo thần sắc không khác lạ, vô địch cô đơn cỡ nào, cũng không thú vị cỡ nào. Cho nên vì để tìm chút vui vẻ, ta mới che giấu thực lực đi ở rể, thậm chí giả thành đồ ngốc, bọn họ chỉ nhìn thấy tầng thứ nhất, cảm thấy ta là một trò cười, thật ra ta ở tầng thứ năm cười bọn họ đều là đồ ngốc. Trong lòng Triệu Thanh Thanh khẽ giật mình, người trước mặt quả nhiên là đồ biến thái, hơn nữa còn là biến thái tương đối nguy hiểm, người có kiểu suy nghĩ này trên bản chất không hề coi người khác là người thật sự, mà coi như sâu kiến tùy ý chơi đùa. Đừng coi ta thành loại đần thối như ngươi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi cũng không có tư cách để so sánh với ta. Diệp Nhất Tuyệt gật đầu, đúng vậy, thật ra ta cũng cảm thấy như thế. Diệp Nhất Tuyệt, nói lắm làm gì, nhanh động thủ đi. Lý Phượng Dĩnh có chút không kiên nhẫn, ngươi không thấy Kim Ca sắp không chống đỡ được à? Kim Phi Bằng vừa mới chịu một kích toàn lực của Triệu Thanh Thanh, lúc này di chứng của nó mới chậm rãi hiện ra. Hắn cảm thấy cả người như đến bờ vực sụp đổ, khí đen trong người hắn cũng dần dần tản đi, ngay cả ý thức cũng có chút tan rã. Hắn không phải không chống được, mà là sắp chết rồi. Triệu Thanh Thanh vẻ mặt đồng tình nói, chỉ là bởi vì có tầng ma khí quấn lấy, xem như vẫn còn một hơi thở. Lý Phượng Dĩnh hét lên, ta phải giết ngươi. Nói xong nàng cũng vận chuyển một tầng khí đen, ầm ầm lao về phía Triệu Thanh Thanh. Ngu xuẩn! Ngươi không phải đối thủ của nàng, tốt nhất đừng đi lãng phí sinh mệnh. Diệp Nhất Tuyệt giơ tay cản Lý Phượng Dĩnh lại, gương mặt lộ vẻ tức giận. Ây da, Long Thần vừa mới đi công tác chưa tới 2 ngày, thì các ngươi đã khiến mọi chuyện rắc rối như vậy. Không có bản lĩnh thì đừng chủ động đi trêu chọc kẻ thù cường đại, thật sự không biết não các ngươi để làm cái gì. Diệp Nhất Tuyệt, bây giờ là lúc ngươi nói mát sao? Trong lòng Lý Phượng Dĩnh vừa gấp vừa giận. Nàng gầm lên với Diệp Nhất Tuyệt, nếu như chúng ta chết hết, chỉ sợ ngươi cũng không có cách bàn giao lại cho Long Thần. Diệp Nhất Tuyệt lắc đầu thở dài, cho nên mới nói ngươi đừng phạm lỗi, hai người kia giao cho ta xử lý là được, các ngươi đừng xen vào. Ấy, khẩu khí không nhỏ nhỉ, Triệu Thanh Thanh ôm vai, vậy mà muốn một mình đối phó ta và sư phụ à? Cũng đâu phải việc lớn gì, Diệp Nhất Tuyệt vẫn không quan tâm như cũ. Nói hai người nhưng thật ra chỉ cần đối phó với Hạ Thiên là được, có thể giết chết Hạ Thiên, vậy thì ngươi hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hạ Thiên tùy ý nói, ngay cả nửa thực lực của Thanh Nha đầu ngươi còn không có, vẫn lên đừng chém gió ở chỗ này. Phải không, Diệp Nhất Tuyệt cũng không có phản ứng gì đặc biệt, hắn chỉ mỉm cười, sau đó động tác cả người cực kỳ chậm rãi đi về phía Hạ Thiên, chỉ là trong chớp mắt, cây châm bạc giữa tay hắn lập tức điểm vào mi tâm của Hạ Thiên. Tiếp theo nó lấy tốc độ cực nhanh xoay quanh người Hạ Thiên, chỉ với 2-3 giây ngắn ngủi đã đâm xuống tất cả huyệt đạo quan trọng trên người Hạ Thiên. Đây gọi là quỷ thiêu vân, là cơ sở của Thái Ất Cửu Châm, cũng là chiêu thức mạnh nhất. Diệp Nhất Tuyệt rất nhanh liền đâm xong, hắn nở nụ cười hài lòng, thân thể của ngươi đã bị ta phong bế triệt để rồi, Hạ Thiên, không biết ngươi có thể phá giải không? Phá giải cái gì? Hạ Thiên đứng ở chỗ xa, cười hì hì hỏi. Diệp Nhất Tuyệt kinh ngạc, sau đó nhìn chằm chằm người mà bản thân vừa mới hạ châm, vậy mà lại là Lý Phượng Dĩnh, chuyện gì đây? Cả người Lý Phượng Dĩnh không thể động đậy được, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt sự khiếp sợ và kinh ngạc của bản thân, rõ ràng nàng không thể hiểu nổi tại sao Diệp Nhất Tuyệt sẽ ra tay với nàng, hơn nữa còn là hạ chiêu độc. Ai biết được,
Triệu Thanh Thanh cũng không khỏi mỉm cười, cho dù thái độ của nữ nhân này đối với ngươi không được tốt, thì cũng đâu cần đâm nhiều châm như thế. Võ công loại di hình hoán ảnh này có chút thú vị. Vẻ mặt của Diệp Nhất Tuyệt cuối cùng cũng nghiêm túc hẳn, hắn giơ tay loại bỏ châm pháp trên người Lý Phượng Dĩnh, sau đó nói với Hạ Thiên, có điều tiếp theo đây ngươi sẽ không hành động được nữa. Hạ Thiên bĩu môi, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, là ngươi tự mình đâm nhầm người, không hề liên quan đến di hình hoán ảnh. Ha ha, cũng phải. Diệp Nhất Tuyệt lộ ra thần sắc hiểu rõ, nam nhân giống như ngươi đúng là rất cần mặt mũi, nếu như thừa nhận bản thân thất bại, vậy chẳng phải đang vả mặt mình sao? Ngươi đang vả mặt mình đấy. Triệu Thanh Thanh có chút buồn cười nói, lẽ nào ngay cả một chút này ngươi cũng không hiểu sao? Diệp Nhất Tuyệt trực tiếp bỏ qua lời nói của Triệu Thanh Thanh, tiếp theo tự mình nói, chỉ là không có tác dụng gì cả, ta sẽ nhanh chóng chọc thủng loại tự tôn dối trá của các ngươi, khiến các ngươi nhìn rõ thế giới này. Có lẽ ngươi từng đạt đến thành tựu đệ nhất thiên hạ, nhưng giang hồ vốn là chiến trường sóng sau xô sóng trước, ngươi đã tụt lại phía sau rồi. Nói xong, Diệp Nhất Tuyệt cực kỳ làm màu chỉ Hạ Thiên, kiêu ngạo nói, Hạ Thiên, đừng ôm mộng tưởng hão huyền nữa, từ bây giờ bắt đầu chính thức khai màn, vũ đài của thế giới này đã không cần, ấy. Nói vớ vẩn lắm quá, ngươi vẫn nên chết đi. Hạ Thiên thực sự lười nghe nói nhảm, tên này đúng là phiền phức, lúc tự mình nói chuyện mãi không dứt, khiến hắn chịu không nổi luôn, thế là dứt khoát cho một cái tát bịt miệng hắn lại. Chỉ với một cái tát này, toàn bộ thế giới liền an tĩnh lại. Diệp Nhất Tuyệt mềm oặt ngã trên đất, không thể động đậy nổi, sống chết không rõ. Này, Diệp Nhất Tuyệt, ngươi đứng dậy cho ta. Lý Phượng Dĩ lộ vẻ khó tin, nàng hét lên, ngươi chính là chiến thần ở rể đấy, thân mang thái ất thần châm thượng cổ tuyệt kỹ, chỉ một Hạ Thiên nhỏ nhoi sao là đối thủ của ngươi được, đừng đùa nữa, đây là nhiệm vụ của điện chủ đấy, ngươi phải giống trước kia chứ, trêu đùa kẻ thù sau đó dứt khoát xử lý bọn họ. Không có tác dụng đâu, đừng kêu nữa. Triệu Thanh Thanh lắc đầu, đồng tình nói, ngươi có kêu thì hắn cũng không tỉnh đâu, hơn nữa cho dù tỉnh lại thì hắn cũng đã là đồ vô dụng. Có cái bíp, Lý Phượng Dĩnh hoàn toàn không thể chấp nhận nổi sự thật này, nàng phủ nhận nói, hắn chính là Diệp Nhất Tuyệt, quái vật số 2 của Long Thần Điện, những năm này có không ít người dị năng, thậm chí là phi nhân loại, tu tiên giả đều bại dưới châm của hắn, sao hắn có thể bị một cái tát liền tàn phế được. Triệu Thanh Thanh thản nhiên nói, trọng điểm không phải cái tát này, mà là một cái tát của Hạ Thiên, hai khái niệm này không hề giống nhau, cái trước là chỉ thấy đau, cái sau lại sẽ mất mạng. Ta không tin, Lý Phượng Dĩnh xông đến trước mặt Diệp Nhất Tuyệt, dùng hết sức lực tát cho hai cái, đồ phế vật nhà ngươi dạy cho ta, đừng giả vờ nữa, nhanh tỉnh lại. Triệu Thanh Thanh cũng lười khuyên bảo, nàng nhìn xung quanh, toàn bộ biệt thự chỉ còn lại vài hộ vệ. Thế là nàng quay đầu nói với bác sĩ Phương, người cũng là nhân vật quan trọng của Long Thần Điện. Ta đúng là nhân vật quan trọng, nhưng hoàn toàn không thuộc về Long Thần Điện. Bác sĩ Phương thấy sự lợi hại của Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên không chút do dự phủi sạch quan hệ của bản thân và Long Thần Điện, sở dĩ ta ở đây là vì trước đó chịu đại ân của Long Thần, cho nên mới tạm thời ở lại xem bệnh cho thuộc hạ của hắn. Triệu Thanh Thanh quay đầu nhìn Hạ Thiên, sư phụ, bác sĩ này thế nào? Miễn cưỡng cũng được, Hạ Thiên thuận miệng nói. Vậy thì được. Triệu Thanh Thanh biết Hạ Thiên rất khó đánh giá người khác cao như vậy, bốn chữ này đại biểu cho trình độ cao, thế là nói, ngươi theo chúng ta về Thiên Đạo Tổ một chuyến, ta cần xác minh thân phận của ngươi, nếu như thật sự không có quan hệ gì với Long Thần Điện thì sẽ thả ngươi đi. Không có vấn đề gì, bác sĩ Phương lại vô cùng hưng phấn, có điều ta có yêu cầu nhỏ, ta ngưỡng mộ y thuật của thần y Hạ Thiên đã lâu. Muốn vào dưới trướng hắn học y. Hạ Thiên tùy ý từ chối, không được, ngươi già quá, hơn nữa còn là nam nhân. Vậy đáng tiếc ghê, bác sĩ Phương để lộ thần sắc thất vọng, có điều không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, Triệu Thanh Thanh đã thu thập những lân vệ gì đó ở trong phòng, nàng trực tiếp để tiểu đội hậu cần của Thiên Đạo Tổ xử lý, bản thân thì cùng Hạ Thiên quay về dinh thự Triệu gia. Tất cả mọi người trong biệt thự đều phải dẫn về Thiên Đạo Tổ thẩm vấn và xác nhận thân phận, về phần Long Thần chưa từng lộ mặt kia nàng cũng bảo người để lại tin tức, nói là muốn chuộc thuộc hạ thì đến Thiên Đạo Tổ tìm nàng. Vừa quay về dinh thự Triệu gia, chỉ thấy một bóng người nhỏ bé bổ nhào vào lòng Triệu Thanh Thanh, nàng làm nũng kêu gào, Thanh Thanh tỷ, người đi đâu thế, sao giờ mới về?
ấy, sao ngươi tan học sớm vậy? Triệu Thanh Thanh cười hì hì ôm lấy bóng người kia. Hạ Thiên liếc nhìn người này, hắn không khỏi bĩu môi, thứ đồ này sao còn ở đây? Đồ đại ngốc nhà ngươi sao lại ở đây? Thân ảnh kia chính là tiểu cô nương Tử Nhi do Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh cứu ra từ chỗ người khác, nàng nhìn thấy Hạ Thiên cũng có chút không vui, miệng vỉnh đến mức treo được cả bầu nậm. Hạ Thiên bất mãn nói, ta muốn đến thì đến, liên quan gì đến ngươi? Sao lại không liên quan? Tử Nhi vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ngươi vừa đến liền độc chiếm Thanh Thanh tỷ, vậy ai chơi với ta, ai làm bài tập cùng ta? Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Triệu Thanh Thanh, không phải trước đó nàng kêu ngươi Thanh A gì à, sao bây giờ bối phận lại hạ xuống rồi? Triệu Thanh Thanh mỉm cười giải thích, ta vốn muốn trực tiếp nhận nuôi nàng, có điều hình như điều kiện không quá phù hợp, thế nên ta bảo cha giúp ta xử lý thủ tục nuôi dưỡng, bây giờ nàng là em gái của ta, tên Triệu Tử Nhi. Đúng đó, Thanh Thanh tỷ còn trẻ trung xinh đẹp như vậy. Triệu Tử Nhi ôm lấy cổ Triệu Thanh Thanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn liên tục trà sát, hừ, ai nhìn chúng ta đều giống như chị em ruột thịt. Hạ Thiên lắc đầu, gương mặt nghiêm túc nói, ta thấy chẳng giống tí gì. Chỗ nào không giống, Triệu Tử Nhi dường như trời sinh xung khắc với Hạ Thiên, hai người nói không quá hai câu liền sẽ cãi nhau, sẽ không phải ngươi muốn nói Thanh Thanh tỷ không đủ trẻ trung chứ, mặc dù có cách biệt tuổi tác nhưng Thanh Thanh tỷ vẫn luôn là dáng vẻ 20 tuổi, không kém bao nhiêu đâu. Không. Ta cảm thấy giá trị nhan sắc của ngươi không đủ. Hạ Thiên cười hì hì nói. Đại bát đản, ngươi nói gì đấy? Triệu Tử Nhi nghe vậy thật sự tức giận, đôi mắt đảo vòng, ngươi mới là người không đủ đẹp đấy, ở chỗ này ngươi là xấu nhất. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, không quan tâm sửa lại nói, đó là do ánh mắt của ngươi có vấn đề, ta chính là soái ca đệ nhất thiên hạ đấy. Quẹ, Triệu Tử Nhi lè lưỡi, bày ra dáng vẻ nôn ọe. Đúng là đồ tự luyến. Đây không phải tự luyến, mà là tự tin. Hạ Thiên sửa lại cho đúng, suy cho cùng giá trị nhan sắc là trời sinh, ngươi đã càng lớn càng xấu, đoán chừng sau này cũng sẽ là dáng vẻ đó. Có điều đừng lo lắng, ngươi có thể đi chỉnh dung mà, tuy có thể càng chỉnh càng xấu. Đồ đáng ghét, ta lười nói chuyện với ngươi. Triệu Tử Nhi không nói chuyện với Hạ Thiên nữa, nàng kéo tay Triệu Thanh Thanh muốn đi, Thanh Thanh tỷ. Chúng ta đi chỗ khác chơi đi, đừng để ý đến đồ đại bát đản này. Hạ Thiên bĩu môi, thế thì không được, Thanh nha đầu là đồ đệ của ta, lại còn là nữ nhân của ta, chắc chắn phải ở bên ta rồi, con nít con nồi biết điều chút đi, đừng làm bóng đèn. Ngươi sẽ giày vò Thanh Thanh tỷ, ngươi không phải người tốt. Triệu Tử Nhi ghét bỏ lườm Hạ Thiên, ta phải quấn lấy Thanh tỷ tỷ, để cho ngươi sốt ruột trợn cả mắt lên. Hạ Thiên không vui nói, vậy ngươi có tin ta ném ngươi ra ngoài không? Nếu như ngươi dám ném ta, Triệu Tử Nhi chống nạnh, vẻ mặt tức giận, vậy ta sẽ suốt ngày quấn lấy Thanh tỷ tỷ, lúc nào cũng quấn lấy, làm cho ngươi ngay cả xíu cơ hội cũng không có, lúc ngươi không ở sẽ nói xấu ngươi với tỷ tỷ. Không có tác dụng đâu, Hạ Thiên cười hì hì đùa giỡn Triệu Tử Nhi, nàng sẽ không nghe ngươi đâu, chỉ nghe ta thôi, nếu như ngươi không nghe lời. Có tin ta cho ngươi hai châm không? Triệu Tử Nhi lập tức ôm đầu, không ngừng dụi mắt, Thanh Thanh tỷ, đại bát đản ăn hiếp ta, hu hu hu. Triệu Thanh Thanh cảm thấy có chút buồn cười, nàng nói với Hạ Thiên, sư phụ, Tử Nhi còn nhỏ, ngươi đừng so đo với nàng. Ta không so đo với nàng, là nàng đang so đo với ta. Hạ Thiên bĩu môi, được rồi, đừng giả vờ nữa, ngay cả nước mắt còn chả có, còn khóc lóc cái gì. Cần ngươi quản à, Triệu Tử Nhi thấy bị nhìn thủng lại thở phì phò nhìn Hạ Thiên, tóm lại Thanh Thanh tỷ đồng ý với ta rồi, chiều hôm nay sẽ chơi với ta. Lúc này Triệu Thanh Thanh cũng nhớ ra, nàng mỉm cười xin lỗi với Hạ Thiên, sư phụ, ngại quá, mấy ngày trước đúng là đã đồng ý với Tử Nhi, hôm nay sẽ mang nàng đi chơi. Trước đó Triệu Tử Nhi ở cùng người phụ nữ họ Đàm kia, nàng bị coi thành công cụ lấy máu chữa bệnh, hoàn toàn không được đối xử nghiêm túc. Cho nên cũng chưa từng đi nhà trẻ và giáo dục tuổi ấu thơ. Triệu Thanh Thanh đương nhiên không thể để Triệu Tử Nhi bỏ phí như thế, chỉ là bây giờ Triệu Tử Nhi sắp 9 tuổi rồi, chờ đến lúc tháng 9 khai giảng sẽ trực tiếp lên lớp 1, vì tránh để sau khi đi học nàng không theo kịp tiến độ cho nên Triệu Thanh Thanh đã đăng ký mấy lớp phụ đạo, khoảng thời gian này tiểu cô nương đúng là mệt chết đi được, cho nên quyết định hôm nay dẫn nàng đi chơi.
nếu không thì sư phụ đi với chúng ta nhé. Triệu Thanh Thanh sợ Hạ Thiên một mình buồn chán thế là đề nghị. Triệu Tử Nhi nghe vậy không khỏi rầu môi. Bỏ đi, ta không có hứng thú lãng phí thời gian với con nít, không bằng đi ngủ còn hơn. Hạ Thiên lắc đầu, hoàn toàn không có ý định đi chơi với các nàng. Vậy được, Triệu Thanh Thanh biết tính cách của Hạ Thiên, nàng lại đề nghị, đúng rồi, người trên đảo Sương Nguyệt đã sắp xếp ở trong một thôn tại ngoại ô phía nam kinh thành, nếu không ngươi đến gặp bọn họ đi. Hạ Thiên không khỏi nhớ tới Bạch Tiêm Tiêm, hứng thú của hắn lại trở về cũng được. Từ sau khi di chuyển đám người của đảo Sương Nguyệt đến lục địa, tộc trưởng là hắn đây vẫn chưa từng liên lạc với bọn họ, đúng là cũng có chút lười biếng, vừa khéo bây giờ có thể đi xem bọn họ sống ra sao, thuận tiện bàn bạc vài chuyện. Ta sắp xếp một người dẫn ngươi đi, Triệu Thanh Thanh suy nghĩ trong chốc lát, sau đó gọi điện kêu Phí Nguyệt qua đây, nàng dặn dò nói, Phí Nguyệt, ngươi dẫn sư phụ đến thôn Sương Nguyệt đi, bất cứ chuyện gì ngươi nghe theo lệnh của sư phụ là được. Vâng, Phí Nguyệt gật đầu, nàng không có bất kỳ dị nghị nào cả, suy cho cùng thì Hạ Thiên mới thật sự là tổ trưởng của Thiên Đạo Tổ, ngay cả khi Triệu Thanh Thanh không dặn dò thì nàng cũng sẽ nghe lệnh làm việc. Rất nhanh, Triệu Thanh Thanh dẫn Triệu Tử Nhi đi ra ngoài chơi. Hạ tổ trưởng, ta đã sắp xếp xe rồi. Trải qua chuyện vừa nãy, Phí Nguyệt đã tâm phục khẩu phục với Hạ Thiên, vô cùng cung kính nói. Tùy, Hạ Thiên vốn tự mình đi thẳng qua đó, cơ mà nếu Triệu Thanh Thanh sắp xếp rồi thì chắc chắn có dụng ý riêng, đương nhiên hắn sẽ không từ chối. Phí Nguyệt nhanh chóng gọi một chiếc xe, dù chỉ là chiếc Audi màu đen bình thường nhưng cũng không làm mất mặt nhau. Tuy nhiên nàng đã đuổi lái xe đi, tự mình ngồi vào ghế lái. Hạ tổ trưởng, có cần thông báo cho người phụ trách ở thôn Sương Nguyệt không? Phí Nguyệt nhìn thấy Hạ Thiên ngồi vào ghế sau, nàng không khỏi quay đầu hỏi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, không cần đâu. Được, Phí Nguyệt lập tức khởi động xe đi về phía thôn Sương Nguyệt. Thôn Sương Nguyệt ở ngoại ô phía nam, thật ra đã vượt qua phạm vi khu vực kinh thành, mà vị trí thuộc thị trấn nhỏ gọi là huyện Bạch Dương. Nơi này ao hồ chằng chịt, quần sơn nhấp nhô, không những có thể thưởng thức cảnh sắc, hơn nữa phong tục đơn giản, rất thích hợp để sinh sống. Lúc xe tiến vào thôn Sương Nguyệt, còn phải đi qua một cửa an kiểm, có hai bảo vệ kiểm tra giấy tờ, không phát hiện ra vấn đề gì mới thả cho đi. Bởi vì đám người ở trên đảo Sương Nguyệt có chút đặc biệt, nếu như sống với người bình thường thì sẽ xảy ra vài việc không thể khống chế. Phí Nguyệt sợ Hạ Thiên nghĩ nhiều, thế là lên tiếng giải thích, vậy nên chỉ có thể tạm thời ngăn cách, làm thế mới tương đối an toàn. Hạ Thiên không có bất kỳ ý kiến gì, đảo Sương Nguyệt là nơi khởi nguồn của linh khí, cư dân trên đảo từ nhỏ đã bị linh khí lây nhiễm, trời sinh không giống người bình thường, nếu như cưỡng chế để họ lăn lộn với người khác, thì chắc chắn sẽ gây ra đủ loại vấn đề, cũng không phải là kế dài lâu. Có điều trong lòng Hạ Thiên đã có kế sách giải quyết việc này, lần này qua đây trùng hợp cũng muốn thông khí với bọn họ. Sau khi xe tiến vào trong thôn lập tức gây ra sự chú ý của mọi người. Là tộc trưởng Hạ Thiên đến, có người nhìn thấy Hạ Thiên ở trong xe liền gào lên. Ta đi báo cho âm tộc trưởng và bạch trưởng lão. Hạ tộc trưởng, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Ta còn cho rằng ngươi quên chúng ta. Chấm chấm. Hạ Thiên vừa xuống xe lập tức có mười mấy tộc nhân nhiệt tình tiến lên, vừa nghênh đón vừa có nghi thức. Không bao lâu sau, chỉ thấy tộc trưởng tiền nhiệm âm vô vũ của Huyền Âm tộc và một ông già râu trắng cùng nhau đi qua đây. Hạ Thiên, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Âm vô vũ cười ha ha đánh giá Hạ Thiên, xem ra tu vi của ngươi lại tiến bộ rồi, nét mặt lần này so với trước kia không giống nha. Hạ Thiên bĩu môi, không vui nói, chỉ cần không quay về độ kiếp kỳ, thì ta vẫn đang lùi bước, có gì tiến bộ mà nói. Vậy ngươi trách ai, tự mình không nắm chắc, ai có thể giúp được ngươi? Âm vô vũ tức giận nói. Ông già râu trắng nhìn thấy Hạ Thiên không khỏi nói, vẫn phải cảm ơn Hạ tộc trưởng sắp xếp cho chúng ta một chỗ ở tốt. Vợ bé tương lai của ta đâu, sao không nhìn thấy nàng? Hạ Thiên không có hứng thú nói chuyện phiếm với hai người này. Sau khi ánh mắt hắn nhìn một vòng liền có chút mất hứng nói. Âm vô vũ vừa cười vừa nói, ngươi nói Tiêm Tiêm à, đang câu cá trên hồ đó, có cần gọi nàng lại đây không? Không cần, ta đi tìm nàng là được. Thân ảnh Hạ Thiên lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Ông già râu trắng bất đắc dĩ vuốt chòm râu, thở dài nói,
vị tộc trưởng mới này của chúng ta thật là gấp gáp, còn có mấy việc muốn bàn bạc với hắn, thế mà hắn cứ đi như vậy. Không sao, hắn đi tìm Tiêm Tiêm thôi. Âm Vô Vũ ngược lại rất bình tĩnh, Tiêm Tiêm cũng là đứa hiểu đại cục, tất nhiên sẽ nhắc với hắn, so với chúng ta nói ra có hiệu quả hơn nhiều. Ông già râu trắng nghe vậy gật đầu, lẩm bẩm nói, nhưng mong hắn có cách giải quyết, bằng không lão phu cũng không ngờ được hậu quả sẽ ra sao. Chúng ta già rồi, nhưng việc này không cần phải lo lắng. Sau khi Âm Vô Vũ nhường lại chức tộc trưởng cho Hạ Thiên, tâm trạng của hắn vô cùng thả lỏng, nhìn rõ tất cả, Hạ Thiên là người có bản lĩnh, chắc chắn có cách. Cũng phải, ông già tóc trắng mỉm cười trả lời. Đúng lúc này, trên hòn đảo nhỏ giữa hồ, có một thiếu nữ tuyệt sắc mặc bộ áo trắng đang ngồi trên tảng đá to câu cá, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hết sức tập trung. Bỗng dưng mặt hồ khẽ động, thiếu nữ áo trắng hơi cau mày, còn chưa đợi nàng nhấc cần thì một cột sống khổng lồ đã lao về phía nàng. Câu cá là một việc vừa khô khan vừa thú vị. Khô khan là bởi vì quá trình này rất đơn điệu, chỉ cần là người hơi không kiên nhẫn thì căn bản không ngồi im được. Thú vị cũng là bởi vì quá trình đó vừa dài vừa yên tĩnh, có thể tu thân dưỡng tính, có thể thả hồn ra bên ngoài. Còn về thu hoạch, thật ra không quan trọng. Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Bạch Tiêm Tiêm không thích câu cá cho lắm, chỉ là trước đó cuộc sống trên đảo Sương Nguyệt chẳng có bao nhiêu sôi động liền dùng câu cá để giết thời gian, lâu dần không thích cũng thành thích. Nghiêm khắc mà nói, thì Bạch Tiêm Tiêm chỉ thích yên tĩnh một mình, câu cá là cái cớ mà thôi. Cần câu để bên cạnh mà nàng không để ý gì, bản thân lại ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần. Nàng muốn yên tĩnh ngây ngốc, nhưng luôn có người muốn làm phiền nàng. Mặt hồ tĩnh lặng đột nhiên dậy sóng, sau đó có một con quái vật khổng lồ nhảy ra từ trong nước nhanh chóng lao về phía nàng. Bộp! Bạch Tiêm Tiêm cau mày lại, nàng tiện tay túm một cái vào không trung, rồi hất một phát liền đập thứ đồ kia vào tảng đá, đấy không phải là cá, mà là một con chó. Thân hình của con chó đó rất lớn, lông trắng tay dài mắt nhỏ, nhìn không ra là chủng loại gì, cơ mà tính tình có chút hung bạo. Vừa bị đụng vào tảng đá liền khó mà cử động nổi, nhưng nó vẫn nhe răng gầm gừ với Bạch Tiêm Tiêm. Không qua bao lâu, một chiếc thuyền từ xa lao tới, trên đó có hai nam nhân trẻ tuổi. Này, người đẹp, đó là chó ta nuôi, có thể thả nó đi không? Trong đó nam nhân trẻ tuổi lái thuyền vừa cao vừa đẹp trai. Gương mặt nở nụ cười nói với Bạch Tiêm Tiêm, nó thích lặn ngụp, cũng thích đùa giỡn, thật sự không có ác ý gì cả. Bạch Tiêm Tiêm liếc nhìn nam tử này, nàng hờ hững nói, ta thì thấy không phải trò đùa đâu. Người đẹp, không phải trò đùa mà ngươi nói là sao? Nam nhân cao lớn cười ha ha, giơ tay vén mái tóc ra sau, ánh mắt càn rỡ nhìn chằm chằm Bạch Tiêm Tiêm, không phải ngươi cảm thấy con chó này sẽ làm hại đến ngươi chứ, ha ha ha. Bạch Tiêm Tiêm cau đôi mày thanh tú, trên gương mặt để lộ thần sắc không vui, người thấy đây là một trò đùa à? Đương nhiên rồi, đừng căng thẳng thế chứ. Ánh mắt của nam nhân cao to cười lên thành trăng khuyết, vô cùng thân thiện nói, ta là Trần Đông Phong, sống ở làng nghỉ đối diện hồ, người đẹp tên gì vậy? Bạch Tiêm Tiêm lười giao tiếp với loại người như này, nàng trịnh trọng cảnh cáo một câu, ta mặc kệ người có phải đùa hay không, tóm lại con chó này của ngươi rất nguy hiểm. Tốt nhất đừng để nó chạy lung tung, bằng không làm hại đến người khác thì hậu quả rất nghiêm trọng. Người đẹp đừng từ chối người ngoài ngàn dặm mà, mọi người đều là đến đây chơi, không bằng đi cùng nhau. Trần Đông Phong rõ ràng là một phú nhị đại, hắn đã sớm dùng kính viễn vọng nhìn Bạch Tiêm Tiêm được một khoảng thời gian, vẫn luôn nghĩ xem làm sao để tán tỉnh nàng, mãi cho đến hôm nay mới mượn con chó biết lặn nước tìm được cơ hội nói chuyện với Bạch Tiêm Tiêm, bây giờ sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ. Không hứng thú, Bạch Tiêm Tiêm thu cần câu chuyển bị xoay người rời đi. Ấy người đẹp, người đúng là không nể mặt nhau mà. Trần Đông Phong thấy Bạch Tiêm Tiêm không biết điều như thế lập tức biến sắc, ba ta là tổng giám đốc bất động sản Thiên Đồng, chốn làng nghỉ này đều là sản nghiệp của nhà ta, cái thôn ngươi ở sau này cũng sẽ như thế. Bạch Tiêm Tiêm tỏ vẻ thản nhiên, người muốn nói cái gì? Không gì cả, chính là có đề nghị nhỏ thôi. Khóe miệng của Trần Đông Phong nhếch lên, lộ ra nụ cười đắc ý, hắn vỗ tay nói, ta cũng quan sát người mấy ngày nay, hình như người cũng rất nhàm chán mà, cho nên mọi người không ngại thì kết bạn bè, mỗi người đều có nhu cầu cả. Mỗi người đều có nhu cầu, lịch sử tình trường của Bạch Tiêm Tiêm không nhiều,
thật ra nàng không biết Trần Đông Phong muốn biểu đạt cái gì, tùy tiện nói trên người ngươi không có thứ ta cần. He he, người đẹp không hiểu Đông ca rồi. Một nam nhân cơ bắp khác dáng vẻ coi như cường tráng cười nói, cái khác không nói, chứ miếng đất này Đông cao cầm chắc rồi, nếu như ngươi chắc chắn chơi với Đông ca mấy ngày, thì 100-200 vạn không thiếu cho ngươi được. Người đẹp, người trông xinh đẹp như thế vậy mà còn ở cái thôn này, trong nhà chắc là không giàu có nhỉ. Trần Đông Phong nở nụ cười đúng ý, Đông ca ta không xem nổi người khác chịu khổ, dựa vào nhan sắc của ngươi thì trực tiếp làm bạn gái ta cũng được, nếu như vậy ta đảm bảo cả gia đình nhà ngươi đều có thể lên như diều gặp gió. Bẩn thỉu, Bạch Tiêm Tiêm không khỏi tức giận, nàng chỉ nói một câu, nhanh cút cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ấy dô, người đẹp đừng rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt. Nam nhân cơ bắp cau mày, gương mặt lộ vẻ dữ tợn uy hiếp Bạch Tiêm Tiêm, người suốt ngày làm màu ngồi trên đá câu cá, không phải là muốn hấp dẫn sự chú ý của Đông ca chúng ta sao, bây giờ mục đích của ngươi đã đạt được rồi còn gây khó dễ làm gì, thực sự coi bản thân là tiên nữ chắc, vậy mà chơi trò lạt mềm buộc chặt. Trong lòng Trần Đông Phong có chút không vui, hắn ta đúng thật rất thích nhan sắc lạnh lùng như Bạch Tiêm Tiêm. Nhưng dựa vào kinh nghiệm trước đó của hắn thì loại nữ nhân này thường giả vờ lạnh lùng, sau khi được hắn xem trọng đều lẳng lơ không chịu được. Nữ nhân trước mặt này đúng là đã hấp dẫn được sự chú ý của hắn, bây giờ còn muốn đề cao khẩu vị của hắn, thật sự có chút tham lam. Ta cũng không nói nhảm nữa. Những năm này Trần Đông Phong ở chốn phong lưu rất thuận lợi, vậy nên cũng hình thành tính cách độc tôn, mặc dù rất muốn theo đuổi người đẹp trước mặt, nhưng lại không có tính nhẫn nại. Ra giá đi, 6 triệu thêm một căn nhà ở nội thành, đừng quá tham lam, cẩn thận không có được cái gì đâu. Trong lúc nói chuyện lại có thêm mấy chiếc thuyền cao tốc từ bên kia làng nghỉ chạy tới, rõ ràng là tiểu đệ và người hầu của vị Trần đại thiếu trước mắt này. Không biết ngươi đang nói gì cả. Bạch Tiêm Tiêm lạnh lùng trả lời một câu, với lại mặt ngươi nổi tử khí, đoán chừng không sống được lâu nữa rồi, vẫn nên về nhà chờ chết thôi. Trần Đông Phong vô cùng tức giận. Hắn quát mắng Bạch Tiêm Tiêm, mẹ mày nói gì đấy? Thật sự cho mình là tiên nữ chắc, già mồm cãi láo thì thôi, lại còn dám mắng Đông ca chúng ta. Nam nhân cơ bắp tức giận nhất, hắn nhe răng với con chó bự, Vương Tài, đừng giả vờ nữa, cắn chết đồ nữ nhân đáng ghét này cho ta. Con chó đang nằm dạp trên tảng đá nghe lệnh bỗng dưng run lên một cái rồi đứng dậy, nó gầm gừ bổ nhào về phía Bạch Tiêm Tiêm. Bạch Tiêm Tiêm nhẹ nhàng trốn thoát. Nàng quay đầu nhìn về phía con chó độc ác kia, đôi mày thanh tú hơi cau lại, con chó này có khả năng đã dính tới mạng người rồi, nếu không thì tuyệt đối sẽ không tràn ngập sát khí như thế. Hú, con chó thấy không vồ chúng người lập tức tính khí càng lớn hơn, nó thấp giọng gầm gừ với Bạch Tiêm Tiêm. Bạch Tiêm Tiêm đang do dự có nên đánh chết con chó này hay không. Người đẹp đừng sợ, thật ra Vương Tài không cắn người đâu, chỉ là nó thích dọa gái xinh thôi. Trần Đông Phong lại cho rằng Bạch Tiêm Tiêm sợ hãi, thế là hắn cười khuyên bảo, ngược lại ngươi cũng rảnh mà, chỉ bằng mọi người đi chơi với nhau, thế không phải càng náo nhiệt à. Hơn nữa ta chỉ muốn kết bạn với ngươi, hoàn toàn không có ý đồ khác, suy cho cùng ta cũng không phải người xấu. Ngu mới tin ngươi. Bạch Tiêm Tiêm hừ lạnh một tiếng, người này đúng là tự cho mình là đúng, thật sự coi rằng tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều là đồ chơi không có não à. Nam nhân cơ bắp kia dẫn theo 4 tiểu đệ đã lên đến trung tâm đảo, dường như hắn tính cưỡng ép dẫn Bạch Tiêm Tiêm đi. Ta không rảnh lãng phí thời gian với các ngươi. Bạch Tiêm Tiêm cảm thấy cực kỳ phiền phức, nàng xoay người rời đi. Vương Tài, ngăn nữ nhân này lại, đừng để nàng ta chạy thoát. Nam nhân cơ bắp quát lên với con chó, dám thách thức chúng ta, hôm nay ông đây không chừng chỉ nữ nhân nhà ngươi thì không được. Con chó thấp giọng gầm gừ 2 tiếng. Nó tiếp tục bổ nhào về phía Bạch Tiêm Tiêm. Bộp, bỗng dưng con chó không có bất kỳ dấu hiệu nào ngã từ trong không trung xuống, sau đó lỗ mũi chảy máu, không còn bất kỳ hơi thở nào. Vương Tài, mày làm sao đấy? Nam nhân cơ bắp thấy vậy lập tức đi đến bên người con chó, chỉ thấy vừa liếc nhìn đã bị dọa sợ, hắn quay đầu hét lên với Trần Đông Phong, Đông ca, Vương Tài chết rồi. Gương mặt của Trần Đông Phong lập tức tái xanh. Hắn hung ác nhìn chằm chằm Bạch Tiêm Tiêm, đờ cờ mờ, dám giết chó của ta. Không phải ta giết, Bạch Tiêm Tiêm thản nhiên nói. Còn dám ngụy biện, không phải đồ tiện nhân ngươi thì là ai?
Trần Đông Phong dựng ngón tay với Bạch Tiêm Tiêm, hừ lạnh mắng mỏ, chó của ông đây là chủng loại quý hiếm trên toàn thế giới, để nuôi lớn một con như thế phải hơn chục triệu, thức ăn mỗi ngày đều phải vận chuyển đường hàng không, thế mà ngươi dám giết nó. Một con chó thôi mà, giết thì cứ giết. Mặc dù Bạch Tiêm Tiêm biết rõ không phải bản thân động thủ, nhưng đối phương cứng rắn muốn gán cho nàng thì nàng cũng lười tranh cãi, con chó này của ngươi chắc là đã dính đến mạng người, chết cũng coi như đáng đời. Trần Đông Phong càng trở nên giận dữ hơn, hắn quát với các tiểu đệ kia, bắt nữ nhân này lại cho ta rồi dẫn về làng nghỉ, bổ thiếu gia phải cẩn thận bào chế nàng. Nam nhân cơ bắp hưởng hứng đầu tiên, hắn chạy lại chỗ Bạch Tiêm Tiêm sau đó bàn tay trực tiếp duỗi về phía cổ nàng. Chỉ là không đợi hắn động đến người Bạch Tiêm Tiêm thì cả người bỗng dưng như đạo pháo bắn ra bên ngoài 100 mét, rơi thẳng xuống trong hồ nửa ngày không nổi lên. Hả, Trần Đông Phong ngơ ngác, lẽ nào nữ nhân này còn là cao thủ công phu, mấy người các ngươi lên hết đi, hình như nữ nhân này có chút võ công, chẳng trách không sợ như thế. Mấy tiểu đệ kia còn chưa kịp phản ứng đã tiếp nối theo gót chân của nam nhân cơ bắp, cả người trực tiếp bay thẳng vào trong hồ. Ai? Lúc này Trần Đông Phong mới tỉnh táo, hắn có thể xác định không phải do Bạch Tiêm Tiêm động thủ, thế là quát lên với xung quanh, ai dám phá hủy chuyện tốt của bổn thiếu gia? Không muốn sống nữa à? Không muốn sống chính là đồ đần nhà ngươi đấy. Một giọng nói lười biếng bỗng dưng vang lên, còn dám nhắm vào vợ bé tương lai của ta, nói đi, ngươi muốn trở thành hoạn quan hay là thành người chết? Sau khi Bạch Tiêm Tiêm nghe thấy giọng nói này vẻ mặt lập tức lộ ra sự vui vẻ. Tiếp đó có một bóng người rơi xuống bên cạnh nàng, bàn tay cũng dán lên eo nàng. Sao ngươi lại tới đây? Bạch Tiêm Tiêm nhìn người bỗng dưng xuất hiện, nàng kỳ quái nói. Hạ Thiên cười hì hì, đương nhiên là tới tìm ngươi rồi. Đồ oắt con, ngươi là ai, dám cướp nữ nhân với bổn thiếu gia? Trần Đông Phong trông thấy Hạ Thiên liền tỏ vẻ khinh thường, cho ngươi 10 giây lập tức cút đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Vợ bé tương lai. Đồ đần này là ai thế, người quen biết sao? Hạ Thiên thờ ơ liếc nhìn Trần Đông Phong, lười biếng hỏi Bạch Tiêm Tiêm. Hạ tộc trưởng, người vẫn nên đừng kêu ta như vậy, gọi Bạch Tiêm Tiêm là được rồi. Bạch Tiêm Tiêm đối với thái độ thân mật quá của Hạ Thiên có chút không quen, suy cho cùng thì thời gian quen biết của bọn họ không lâu, vẫn chưa đến mức gần gũi như thế. Hạ Thiên gật đầu, được, vợ Tiêm Tiêm. Gọi như này cũng không được. Vẻ mặt Bạch Tiêm Tiêm lộ ra chút thần sắc lúng túng, gọi ta Tiêm Tiêm thôi. Được, vợ Tiêm Tiêm. Hạ Thiên cười hì hì nhìn Bạch Tiêm Tiêm. Bạch Tiêm Tiêm trực tiếp từ bỏ, nàng xua tay nói, Hạ tộc trưởng, ngươi, bỏ đi, tùy ngươi vậy. Vợ Tiêm Tiêm, ngươi cũng đừng gọi ta là tộc trưởng, gọi chồng đi. Hạ Thiên trịnh trọng nói với Bạch Tiêm Tiêm. Bạch Tiêm Tiêm lắc đầu tỏ vẻ từ chối, xin lỗi, ta gọi không được. Không vội, sau này ngươi sẽ gọi được. Hạ Thiên vẫn tương đối tự tin với mị lực của mình, năm đó ngay cả Lãnh Băng Băng lạnh lùng như thế còn bị hắn làm cho tan chảy, huống chi là tiểu mỹ nhân như Bạch Tiêm Tiêm. Này, hai người các ngươi đúng là không để bổn thiếu gia vào trong mắt. Trần Đông Phong thấy đôi cẩu nam nữ này vậy mà chim chuột trước mặt hắn, đố kỵ trong lòng đã bị thiêu đốt đến cho không thể chịu nổi, vứt bỏ mặt mũi của ta, đánh người của ta. Bây giờ còn dám giễu võ dương oai với ta, thật sự cảm thấy bổn thiếu gia không biết tức giận sao? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, đồ đần nhà ngươi có tức giận hay không, có liên quan đến ta sao? Ha ha, tốt, rất tốt. Trần Đông Phong thẹn quá hóa cười, chỉ vào Hạ Thiên và Bạch Tiêm Tiêm nói, lâu rồi không có ai dám nói như thế với ta, các ngươi đã chọc giận bổn thiếu gia rồi. Đôi mày thanh tú của Bạch Tiêm Tiêm hơi cau lại, nàng thản nhiên nói, lời này của ngươi có chút quái lạ, ta vẫn luôn yên tĩnh ngồi đây câu cá, hình như chưa từng trêu chọc đến ngươi. Bây giờ muốn ngụy biện thì đã muộn rồi. Hai mắt Trần Đông Phong híp lại, ánh mắt để lộ tử khí âm trầm, bổn thiếu gia đã tức giận, nhìn hai ngươi cảm thấy rất không vui. Hạ Thiên bĩu môi, ngươi còn 3 giây. Các ngươi thì ngay cả 1 giây cũng không có. Đôi cẩu nam nữ, chết đi cho bổn thiếu gia. Trần Đông Phong tức giận gào lên. Bỗng dưng lái thuyền trực tiếp lao đến bên bờ, rồi đâm vào Hạ Thiên và Bạch Tiêm Tiêm. Loại thuyền này thể tích không tính là lớn, nhưng cũng mấy trăm cân, lái nó với tốc độ lớn nhất, nếu đụng vào người khác có khi đụng chết người luôn. Chỉ là đáng tiếc, vận may của hắn không tốt,
gặp phải Hạ Thiên. Rầm. Hạ Thiên nhẹ nhàng giơ tay lên, sau đó chặn lại chiếc thuyền đang lái hết tốc độ, hắn tùy tiện đến mức như chìa tay nắm một cái lá. Chuyện này sao có thể? Trần Đông Phong còn cho rằng mắt bản thân có vấn đề, vẻ mặt khó tin nổi nhìn chằm chằm Hạ Thiên, con mẹ nó rốt cuộc mày là đứa nào, trời sinh đại lực sĩ sao? Ta là người như nào thì ngươi không xứng để biết. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nhưng đã hết 3 giây rồi, ngươi có thể đi chết. Ngươi muốn làm gì? Trần Đông Phong thấy Hạ Thiên chậm rãi duỗi tay về phía hắn, thân thể không khỏi run rẩy, vừa dùng mình vừa nói, ba ta Trần Đại Đồng là chủ tịch của tập đoàn Thiên Đồng. Nếu như ngươi dám động đến một sợi tóc của ta, thì đảm bảo cả nhà ngươi gánh không nổi hậu quả đâu. Tập đoàn Thần Đồng là cái quái gì, chưa từng nghe qua. Hạ Thiên vẻ mặt ngây ngốc, hơn nữa ta muốn diệt Từ Đồ Đần nhà ngươi, ngươi báo tên ba ngươi làm gì chứ, muốn để ta xử lý cả hai luôn à. Người anh em, tốt nhất ngươi nghĩ cho kỹ, đừng nói ở Kinh Thành mà chính là toàn bộ miền Bắc này, ba ta muốn một người lìa đời thì không khác gì bóp chết con kiến. Trần Đông Phong cảm thấy Hạ Thiên cố ý nhằm vào hắn, chứ tại sao có người lại không biết tên ba hắn được, ba hắn chính là ông trùm bất động sản tiếng tăm lừng lẫy cả nước, gần như có thể nói là mánh khóe thấu trời. Hạ Thiên cười hì hì hỏi Bạch Tiêm Tiêm, người đã nghe đến người tên Trần Phá Đồng, Trần Lạn Thiết chưa? Trần Đông Phong vô cùng tức giận, hắn quát nói, người mới là Phá Đồng, Lạn Thiết đấy, dám sỉ nhục ba ta à? Có tin chỉ với một cú điện thoại sẽ khiến các ngươi không sống nổi một giây ở miền Bắc này không? Bây giờ ngươi đã không sống được nữa rồi. Bàn tay Hạ Thiên hơi co lại, về ba ngươi thì nếu như hắn muốn chết, cũng có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Chỉ trong nháy mắt, Trần Đông Phong phát hiện mũi mình co lại, một chút không khí cũng không hô hấp được, cảm giác hít thở không thông khiến người ta cảm nhận được tử vong đang đến gần, không mang theo điều gì đùa giỡn. Hạ tộc trưởng, người chờ một lát, lúc này Bạch Tiêm Tiêm lại lên tiếng ngăn cản Hạ Thiên, nàng chậm rãi nói, hắn chỉ là một người bình thường thôi, không gây ra thương tổn có tính thực chất gì với ta, không cần phải tổn thương đến tính mạng của hắn. Hạ Thiên không vui nhìn Bạch Tiêm Tiêm, hắn oán hận nói, vợ Tiêm Tiêm, ta nói rồi mà, đừng kêu ta là Hạ tộc trưởng, phải gọi là chồng, không được thì gọi Hạ Thiên. Xưng hô gì đó chúng ta tính sau, nét mặt Bạch Tiêm Tiêm ửng hồng. Nàng nói với Hạ Thiên, chúng ta đi trước thôi, bên hồ đối diện có không ít người sắp qua đây, cứ kéo dài sợ là sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cho tộc nhân. Hạ Thiên bĩu môi, xử lý mấy đồ đần mà thôi, có phiền phức gì được. Mạng người lớn hơn trời, tùy tiện giải quyết như vậy tóm lại là không tốt cho lắm. Mặc dù Bạch Tiêm Tiêm xuất thân từ đảo Sương Nguyệt, lại còn được âm hậu dạy dỗ, nhưng tâm địa của nàng lại duy trì sự lương thiện. Không muốn vì việc còn con này làm hại đến tính mạng người khác. Tuy đám đần này không xứng để sống tiếp, cơ mà nếu vợ Tiêm Tiêm đã mở miệng thì tạm thời tha cho ngươi một mạng. Hạ Thiên trước giờ luôn rất nghe lời vợ, thế là hắn giơ tay ném cả người lẫn thuyền của Trần Đông Phong sang bờ bên kia. Đương nhiên trước khi ném người, Hạ Thiên cũng tiện tay cho vị Trần Đông Phong này và những tiểu đệ của hắn một châm, khiến bọn hắn trực tiếp biến thành thái giám. Vợ Tiêm Tiêm, chúng ta đi thôi, về ngủ nhé. Hạ Thiên vô cùng tự nhiên ôm lấy thắt lưng của Bạch Tiêm Tiêm, hắn cười hì hì nói. Bạch Tiêm Tiêm ngây ngốc, sau đó nàng hỏi Hạ Thiên, người vừa nói đi về làm gì? Ồ, là về ăn cơm. Hạ Thiên biểu cảm chính trực nói, không phải đến giờ cơm rồi sao? Bạch Tiêm Tiêm biết Hạ Thiên đang nói nhăng nói quậy, có điều nàng cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ thu dụng cụ câu cá lại rồi theo Hạ Thiên quay về trong thôn. Âm Vô Vũ đúng là đã bảo người chuẩn bị cơm canh phong phú, sau khi chờ Hạ Thiên và Bạch Tiêm Tiêm quay về liền trực tiếp bắt đầu ăn. Cơm không có món gì ngon, người trên đảo Sương Nguyệt bị ngăn cách khỏi thế gian rất lâu, vẫn là quy tắc ăn không nói, ngủ không nói một câu nào, cho nên có rất nhiều lời muốn hỏi Hạ Thiên nhưng lại không có ai lên tiếng, chỉ trầm mặc dùng xong bữa cơm. Quả nhiên, lúc ăn đồ ngọt sau ăn, Âm Vô Vũ nhìn về phía Hạ Thiên, vẻ mặt thành kính nói. Hạ tộc trưởng, có vài việc muốn bàn bạc với ngươi một lát, không biết có thể bớt chút thời gian nói chuyện không? Hạ Thiên dáng vẻ lười biếng như cũ, các ngươi muốn bàn bạc cái gì? Đương nhiên là vấn đề liên quan đến sắp xếp của Huyền Âm tộc. Âm Vô Vũ có chút của trách nhìn Hạ Thiên, bây giờ ngươi mới là tộc trưởng của Huyền Âm tộc,
một chút để ý cũng không có, đúng là không làm tròn trách nhiệm. Hạ Thiên bĩu môi nói, ta vốn không có hứng thú với ngôi vị tộc trưởng này, là ngươi cứng rắn ép lên đầu ta. Bất kể ban đầu chức tộc trưởng này vì sao truyền cho ngươi, tóm lại ngươi đã gật đầu đồng ý rồi. Âm Vô Vũ cũng biết bản thân lúc đó nóng lòng muốn thoát thân, cho nên mới giao chức tộc trưởng cho Hạ Thiên, nếu không phải có Y Tiểu Âm ở đó, thì Hạ Thiên chắc chắn sẽ không tiếp nhận, nếu đã đáp ứng thì đương nhiên phải làm việc vì Huyền Âm tộc, ngươi nói có đúng không? Ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo tam quốc. Hạ Thiên bĩu môi, ta không thích lãng phí thời gian vào những việc này. Được, vậy ta nói thẳng, Âm Vô Vũ hiểu rõ tính cách của Hạ Thiên, thế là cũng không nhùng nhằng nữa, ngươi biết Huyền Âm tộc chúng ta vì sinh sống mấy nghìn năm trên đảo Sương Nguyệt, cho nên cấu tạo thân thể hoàn toàn không giống người bình thường. Chúng ta càng quen sinh sống ở nơi có linh khí dồi dào, trước đó ở đảo Sương Nguyệt còn chưa cảm giác được tình hình, nhưng ở chỗ này trong thời gian ngắn đã có mấy trăm tộc nhân dính phải chứng bệnh kỳ lạ không hợp thủy thổ. Đơn giản thôi, có bệnh thì trị. Hạ Thiên không quan tâm tới vấn đề này, các ngươi chính là nội âm y môn, người am hiểu y thuật hẳn là không ít nhỉ. Sau đó hắn tiện tay chỉ Tề Bạch Lâu, trước đó hắn còn có mấy nhân cách là lão môn chủ của âm y môn, mặc dù người nhân cách đó bị ta diệt trừ, nhưng y thuật có lẽ vẫn còn. Tề Bạch Lâu mỉm cười đắng chát, hắn lắc đầu nói, tộc trưởng, người đánh giá cao ta rồi. Không hợp thủy thổ thật ra là chuyện nhỏ. Mấu chốt chính là bọn họ không thể thích ứng hoàn cảnh có linh khí mỏng manh, giống như cá ở trong nước có thể tự do hô hấp, nhưng một khi vào bờ là sẽ tắc thở mà chết. Hơn nữa Huyền Âm tộc đều là tu tiên giả, không hòa hợp được với cuộc sống của người thường, thời gian dài ở cùng nhau chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn. Việc này cũng không phải vấn đề lớn gì, Hạ Thiên cũng đã sớm suy nghĩ về vấn đề này rồi, hắn không tính giấu giếm bọn họ, ta biết có một nơi linh khí dồi dào. Hơn nữa cách xa thế giới của người bình thường, chờ qua khoảng thời gian này ta sẽ dẫn các ngươi qua đó. Âm Vô Vũ và Tề Bạch Lâu không khỏi hai mắt nhìn nhau, rõ ràng đoán được chỗ Hạ Thiên vừa nói, nhưng vẫn nhìn không được mà hỏi, không biết chỗ tộc trưởng nói là chỗ nào. Đó chính là tiểu tiên giới, Hạ Thiên tùy ý nói. Âm Vô Vũ biến sắc, lo lắng nói tiểu tiên giới đúng là chỗ tốt, chỉ là nơi đó đã sớm có tông phái được thành lập. Nếu như chúng ta qua đó e rằng khó nhổ tận gốc, có khi còn bị bọn họ liên thủ tiêu diệt. Hạ Thiên vốn không cảm thấy đó là vấn đề gì, hắn thuận miệng nói, trước hết diệt trừ những môn phái đó không phải ổn rồi sao? Ấy, Âm Vô Vũ và Tề Bạch Lâu lập tức á khẩu. Bạch Tiêm Tiêm cũng cười khổ lắc đầu, tộc trưởng mới này của bọn họ tác phong hành sự đúng là đơn giản thô bạo, khiến người ta không biết phải đối ứng ra sao. Mấy ngày nữa ta sẽ đi tiểu tiên giới một chuyến. Hạ Thiên lười biếng duỗi eo, thờ ơ nói, nếu như đám ngu ngốc ở chỗ đó phối hợp thì sẽ tha cho bọn hắn một mạng, nếu như không phối hợp thì thẳng tay xử lý. Vấn đề này các ngươi không cần lo lắng. Đám người Âm Vô Vũ nghe Hạ Thiên nói vậy tuy trong lòng còn có chút lo lắng, nhưng ít nhất cũng không kinh sợ như trước. Có sự cam kết của Hạ Thiên, Âm Vô Vũ và Tề Bạch Vũ đều yên tâm hơn. Bọn họ biết Hạ Thiên trước giờ sẽ không hứa suông, nếu đã nói thì nhất định sẽ làm bằng được. Sau đó Hạ Thiên lại cho mỗi người mắc bệnh lạ của Huyền Âm tộc một châm, giúp bọn hắn hồi phục sức khỏe. Cùng lúc đó, trong làng nghỉ Tê Long Hồ đối diện, mặc dù Trần Đông Phong không chết, nhưng lại rơi vào trạng thái sống không bằng chết. Đầu tiên là cơ thể xảy ra vấn đề lớn, bất kể là mỹ nữ hấp dẫn cỡ nào hắn đều không có cảm giác. Thậm chí dùng thần dược thiên tranh liều lượng lớn thì nơi đó cũng không có phản ứng. Đương nhiên, những tiểu đệ của hắn cũng như thế. Trần Đông Phong vốn cho rằng câu nói để hắn biến thành thái giám của Hạ Thiên chỉ là thuận miệng mà nói, ai ngờ được lại trở thành thật, đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Với tư cách là một đại thiếu gia ăn chơi trác táng, hắn luôn tung hoành phong nguyệt trường không có kẻ địch, gần như không bao giờ thiếu nữ nhân, bây giờ lại biến thành đồ vô dụng. Loại tương phản này mang đến tra tấn tâm linh làm cho hắn muốn chết luôn. Không qua bao lâu, thù hận của hắn đối với Hạ Thiên đã vượt qua sự sợ hãi của hắn, dưới đáy lòng liên tục trào ra ý niệm muốn báo thù. Đông ca, việc này tuyệt đối không thế cứ để vậy. Từ khi nào mà ngươi lại gặp phải loại chuyện sỉ nhục như thế, không chơi chết tên oát kia sau này làm sao lăn lộn, chắc chắn sẽ bị đám người kinh thành chê cười. Nam nhân cơ bắp nhìn giống như tức giận cho Trần Đông Phong,
thật ra hắn cũng gặp phải chuyện đó, lại không dám ra mặt, nên chỉ đành liên tục xúi dục Trần Đông Phong. Đúng đó, Đông thiếu, tên oát con đấy không phải chỉ có chút công phu thôi sao, đâu có cái gì tài giỏi. Người có nhiều tiền, tìm mấy tên cao thủ đi xử lý hắn là được. Còn có nữ nhân kia nữa, phải bắt qua đây hung hăng làm chết nàng mới thôi. Những tên tiểu đệ kia kêu gào hết lên, nhưng vừa nãy lúc đối mặt với Hạ Thiên lại không có chút tác dụng nào. Được rồi, ngậm miệng lại hết cho ta. Tâm trạng của Trần Đông Phong vô cùng nóng nảy, một phát đẩy bạn gái đang trườn trên người hắn, lạnh lùng nói, việc này đúng là không thể bỏ qua, nhưng cũng không được tùy tiện ra tay, phải biết rõ lai lịch của tiểu tử kia đã. Chuyện này thì dễ, nam nhân cơ cắp lập tức nói, ta có người bạn ở cạnh thôn dân đó, mặc dù chỗ đó không cho phép người ngoài tới gần, cơ mà có thể mượn danh nghĩa tặng cơm đi vào đó thăm dò. Được, việc này giao cho ngươi xử lý. Trần Đông Phong thuận miệng dặn dò, sau đó lại nhớ tới công phu kinh người của Hạ Thiên, trong lòng hắn không khỏi run rẩy. Với lại các ngươi nghĩ cách cho ta, càng độc ác càng tốt, nhất định phải để bổn thiếu ra xả cục tức này, nghe thấy chưa? Rõ, đám tiểu đệ đồng loạt đáp ứng, sau đó liền trầm tư suy nghĩ. Trần Đông Phong gọi tới một số điện thoại, không lâu sau bên kia nhấc máy lên, một giọng nói sảng khoái lại pha chút trêu tức vang lên, là Trần Đại Thiếu à, sao có thời gian liên lạc với anh trai này thế? Ta nghe nói người ước pháo với mấy cô tiếp viên hàng không cực phẩm, đang điên cuồng ở làng nghỉ mà, người cũng không dẫn theo anh đây, đúng là không tốt nhé. Trong lòng Trần Đông Phong nghẹn một cỗ tà hỏa, không có cách nào ứng phó với người nọ giống bình thường, hắn trực tiếp đi vào vấn đề, Hào ca, đừng nói nhảm nữa, ngươi cho ta mấy người qua đây, sau khi quay về kinh thành ta lập tức dẫn ngươi đi thủy dục tiên cư chơi 3 ngày 3 đêm. Ồ, nghe có vẻ tâm trạng ngươi không tốt nhỉ, Hào gia ở đầu bên kia cười lạnh, là đứa nào không có mắt đắc tội Trần Đại Thiếu vậy? Ngươi nói với anh đi, ta lập tức xử lý hắn. Trần Đông Phong đúng là không biết thân phận của Hạ Thiên, có điều hắn cũng có chút phán đoán của mình, không rõ hắn là ai, nhưng tên tiểu tử đó nghe tên của ba ta lại không có chút phản ứng gì, rất có thể là người của đại gia tộc nào đó tại Kinh Thành. Hào ca đầu bên kia cười hỏi, đại gia tộc ở Kinh Thành. Trịnh gia, Bạch gia, Kim gia, đừng nói với ta là loại gia tộc đỉnh cấp như Triệu gia hoặc Tần gia thì được. Hẳn là không phải, Trần Đông Phong nở nụ cười lạnh trả lời. Nếu như thật sự là người của Triệu gia hoặc Tần gia, vậy ta đã sớm chết rồi. Hào ca đầu bên kia cười khẩy, không khỏi trêu chọc nói, gần đây người giả mạo thiếu gia của đại gia tộc quá nhiều, nói không chừng chính là đồ lừa đảo. Mặc kệ hắn có phải đồ lừa đảo hay không, tóm lại ta thấy hắn liền không vui, cần phải chơi chết hắn mới được. Trần Đông Phong vừa nghĩ tới sau này bản thân không thể buông ba la với nữ nhân, hận ý trong lòng hắn cuồn cuộn sóng dữ. Có điều võ công của tên đó rất cao, cho nên ta muốn mượn Hào ca mấy người hữu dụng, trong đội săn giết của ngươi không phải có rất nhiều cao thủ sao? Là người gì mà đỉnh chóp vậy, thế mà còn khiến ngươi nhớ thương đội săn giết của ta? Hào ca ở đầu bên kia thật sự có chút bất ngờ, hắn trịnh trọng nói, ngươi cũng biết mà, đội săn giết được chuyên môn xây dựng để đối phó với dị năng giả và tu tiên giả có thể xuất hiện, tuy ta là người phụ trách nhưng cũng không thể tự tiện sai xử. Có khi tên tiểu tử kia chính là dị năng giả đấy. Trần Đông Phong hồi tưởng lại cảnh tượng Hạ Thiên ra tay, hắn vô cùng chắc chắn nói, thủ đoạn hắn dùng có chút không giống võ công bình thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 141.